mệt quá. Mới 7-8 giờ mình ngủ ở chợ. Trời ơi Nguyên ơi Nguyên. Cái gì chị? Sao em con gái con đứa mà em kỳ vậy? Em làm gì? Trời đất ơi, ít ra là em gọi đầu xong em phải chịu khó em lấy cái khăn em lau tóc cho nó khô bớt, em đi em lớ từ ở trong ra đây nó ướt nhầy nhầy kìa. Xin lỗi, với lại á tại em ra gấp quá báo với chị á, cái đường ống nước của mình bị nghẹt rồi kìa. Tưởng gì, cái nhà tắm của mình á, cái đường ống thoát nước á là lâu ngày không thông, hiểu không? Nó tắt rồi. Vậy giờ sao? Em ơi, chị là chiên ở đợ. Chị không có chiên không cống. Đừng hỏi chị hen. Không ngủ người ta hoài. Nguyên. Hử? Hay là bây giờ mình nhờ Quyền trợ giúp đi. Nhờ hả? Ê, chị đừng nói, chị nhờ ông Nghĩa nữa nha. Nhỏ này kỳ ghê luôn á. Mỗi lần nhắc tới Nghĩa là cái mặt của ông đeo à. Nó làm gì em đâu, phải không? Với lại em thử nghĩ coi, nguyên cái xóm của mình có ai được việc bằng Nghĩa không? Người văn minh lịch sự. Nó vậy đó hả? Để coi, để nội nhờ thằng Nghĩa nó coi coi. Coi sao còn sao rồi hết sữa. Khỏi nội, con Kiên Bình nó về rồi. Trời đất ơi, bác nhỏ từ Sài Gòn về đây sao chết tội nghiệp nó. Nội ơi, nội. Con về rồi nè. Về không? Ừ. Thưa nội, con mới về. Chào chị hai. Ừ, Bình. Ngồi đi em. Dạ. Ủa, ăn sáng chưa? Ngồi đây. Dạ. Chị chủ ơi, cho em tô nữa nha chị, cho Bình ăn sáng nè. Ok. Nhanh nha chị ơi, em đói bụng quá. Ngon rồi xuống đây làm luôn đi. Quẩy. Cái tật đói của nè, xấu lắm à. Thấy không? Nhìn đi. Con, dựng dạ. Gì này là công chuyện trên Sài Gòn sao hả con? Ừ. Nội yên tâm đi. Mà anh đã quên là 2 ngày cuối tuần con được nghỉ hả? Được 2 ngày nghỉ cuối tuần liền nhau hả? Cũng tiện, hay quá. Rồi rồi rồi. Nội. Hả? Đợi lát con vô con kiểm tra cho nội nha. Mà nhớ kiểm tra kỹ kỹ nha con. Sửa một lần nha. Dạ. Trả tiền công làm mẫu ảnh cho tôi. Cái gì? Cô kêu tôi lại đây chỉ nói vậy thôi hả? Biết cách giỡn quá ha. Giỡn gì? Anh chụp hình cho tôi mà anh không chịu gửi hình, bây giờ còn đăng lên Facebook lung tung nữa, ai cho anh tùy tiện vậy hả? Nhìn cô vậy cô con nít dữ quá. Bây giờ anh có trả hay không? Không trả thì sao? Bây giờ một là anh trả hình cho tôi, còn hai là đưa tiền đây. Đó, xong rồi đó. Nè nè nè. Gì? Cái cô kia, cô biết phép lịch sự là gì không hả? Tôi gửi hình cho cô phải trả tiền công lại cho tôi chứ. Cái này á là anh tự chụp cho tôi, chứ tôi có bắt anh chụp đâu, mắc gì tôi phải trả tiền. Ê nhóc, đừng để tôi gặp cô một lần nữa nha. Nếu gặp lại, tôi sẽ đòi gấp đôi.
Nói. Ủa sao rồi con? Dạ tại mấy cái ống lâu quá không được thông á nội, nên nó nghẹt. Vậy là phải mua mấy cái đồ để thông ống hả? Dạ. Ủa tự nhiên ba người nhìn tôi dữ vậy? Con không có đi mua được đâu nha nội. Mấy cái đồ đó người ta bán trên thị xã lận, xa dữ lắm. Thì em chở chị đi cho lẹ, chứ có gì đâu. À nội, với lại chắc phải kêu thêm một người nữa nội, chứ mình con không làm được đâu. Trời ơi, anh nói thiệt, bây giờ để tao nhờ thằng Nghĩa, tụi con coi đứa nào biết, ba phụ Tùng cứ đưa nó đó đi mua đi. Nội, rồi không nhờ ai khác được hả? Trời ơi, tao nói nè, thằng Nghĩa nó rành ba cái vụ này lắm. Ủa, sao mỗi khi tao nói tới Nghĩa thì cái mặt mày kỳ vậy? Con có gì đâu, thì tại con thấy cứ nhờ ổng hoài à, cứ phiền ta nội. Ôi, chị hạ cái tay ra coi, chị làm cái gì vậy? Em đang chạy xe mà chị bóp cổ muốn tắt thở luôn à. Em thông cảm đi, cái xe này nó chạy nhanh quá, chị sợ lắm em. Sợ gì, chị cứ ngồi bình thường đi, có cái gì đâu mà chị sợ. Chị ngồi bình tĩnh nha. Đâu chờ chút, chị kiếm thế gì ngồi bình tĩnh nè. Trời ơi, chị cứ ngồi như vậy là em chạy tới chợ xong chạy về chị đơ hết cả người luôn á. Không, đơ hay không không quan trọng em ơi, an toàn là chân hết, chị sợ chết lắm cưng. Tùy chị, em đi á. Đi. Em đi á. Đi á. Em đi đi. Đưa anh cây bình. Dạ. Này anh. Sao rồi? Được không anh? À, anh nghĩ chắc xong rồi đó. Kêu nhà mở nước đi. Dạ. Chị chủ ơi! Xả nước ra đi chị! Thôi nghe rồi! Ngoan! Nghe con bệnh nói gì không? Xả nước hay có nước rồi kìa! Dạ! Rồi tắm lẹ đi cho chị đi tắm nữa! Trời sắp thánh thần ơi! Hai cái đứa này có cái nhà tắm mà cứ giành nhau suốt! Sùm suốt! Mệt quá nội! Con giành nó đâu! Con đang khuyên nó tắm lẹ lẹ đi! Tắm dữ quá bệnh! Tao có tiền làm cho đứa cái khỏi phải cãi, khỏi phải dành. Nội làm nhà tắm cho con hả nội? Nội làm cái bồn tắm cho con ơi, con thả con vịt vô bơ rồi đó. Cho tiền đây. Nó làm cho. Dạ nội, con sửa xong rồi. Xong thiệt hả con? Dạ. Con mau vậy, đèn này giỏi quá ha. Ê Nghĩa. Dạ. Quẩn không? Dạ quẩn. Quẩn thì sửa cái chốt cửa nhà tắm giùm chị luôn nha, nó bị sốt rồi. Dạ, em sửa cho. Lẹ lẹ đi. Nè. Vừa phải thôi nha. Được nước rồi sai con người ta quá trời nha. Con không có sai gì đâu. Con không có tính cho nó làm nhà tắm, nhà ơi gì nữa đâu. Lát hồi con kêu nó mặn cái lóc giùm con thôi à. Nó bởi vậy. Không có được rồi đây con. Nội, nội với chị có nghe cái tiếng gì lạ ở sao không? Ôi sao? Có vậy mà em cũng không biết nữa hả? Nó quen thuộc với nội và chị lắm rồi. Con Nguyên với Nghĩa đang cãi lộn với chồng á, gặp hoài à. Hai cái đứa này á nha, nó như chó mèo, nó gặp nhau á, gặp mặt là có chuyện. Mà nội,
con coi mấy cái phim bộ á, thấy hai cái nhân vật chính mà mới đầu gây lộn với nhau ì xèo là sau này á yêu nhau say đắm. Chà, rành quá ha. Ủa, có vụ đó nữa con? Thiệt. Ôi giỡn giỡn. À, hèn chi. Tao thấy á, bày với cái thằng bán thịt ngoài chợ cứ cãi nhau hoài. Chắc là sau này nó là chồng tương lai phải không con? Chị, em thấy cũng được á. Hôm nay chị với ổng đến với nhau đi. Gia đình mình được ăn thịt miễn phí. Phải cung hả? Tôi nói cho biết chưa? Cái thằng cha nội bán thịt heo đó, bích cỏi chủ biết chưa? À, dạ, thôi con đem đồ vô cất nha nội. Cất kỹ không đi con? Dẹp thôi, cho nó gọn gàng đi con. Dạ dạ. Để đúng chỗ rồi. Trời đất ơi, sinh nhật lạ gì nữa vậy trời? Con, hai đứa làm gì chồng qua tao nghe. Con với Nghĩa nó sùm vậy con? Dạ không có gì nội. Cái đồ khó ưa mà cứ gặp hoài à. Gần này bị thấy hết luôn rồi. Thấy hết. Là con gái chưa một lần yêu. Anh Nhiêu. Anh Nhiêu. Nhà gì vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy trời. Có tên đâu. Tự nhiên rớt vô làm chi bị đánh tè tua. Không may là chạy kịp. Lo anh nghe nè. Anh nghe à? Anh đang đâu ạ? À, anh qua nhà nội sửa giùm cống nước. Ủa mắc cái mớ gì mà anh cứ qua bên đó làm hoài vậy? Thì nhà nội không có người. Hôm qua anh phụ người ta ấy. Ê, anh bị gì vậy? Bị gì hả? À, không có sao, lúc sửa ống nước rồi qua quẹt trúng thôi à. Nè he, nghe em dặn nha, phải bảo vệ thân thể của mình. Bởi vì thân thể của anh là thân thể của em. Anh mà đau là em cũng đau luôn biết không? À, rồi biết rồi, nói nhiều nhức đầu quá. Anh Nghĩa à, em đang ở nhà của anh nè, em đợi anh về nha. Nha. Rồi, em muốn sao tụi, vậy nha. Ổng á, mà chạy chậm một chút xíu nữa hả? Em đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn. Mà thôi em làm thiết ghê quá à. Cái đó là tai nạn thôi đúng không? Lâu lâu em người ta mới thấy em một lần. Còn chị cả đời chị có ai thấy chị đâu. Em không cần biết tai nạn hay không tai nạn gì hả? Em cũng đánh luôn. Phải thấy hết trơn không? Vậy là dễ nha. Gì mà không thấy quá. Chị nha, em cảnh cáo chị á, không được kể chuyện này cho ai nghe hết, kể cả nội. Nếu không thì... Thì sao? Thì em kêu ba mướn người khác chứ sao? Thôi, xin lỗi ông giỡn nữa. Thôi, em đừng có kêu ba em đuổi chị đi. Trời ơi, chị quen ở cái nhà này rồi. Bây giờ chị đi qua nhà khác á, chị làm quen lại từ đầu á, chị nhức đầu lắm. Vậy á, thì chị biết phải làm sao rồi ha. Nhớ, sống để bụng, chết mang theo. Dạ Tiêm á. Ủa con, làm cái gì mà sáng sớm mày ẹo qua ẹo lại, mụ đau lắm hả? Ê ẩm mình mấy hay sao vậy? Dạ chắc con ơi ẩm chút à. Ngủ ê ẩm mà, rồi cái điệu này là tối ngủ sai thế nè, cho nên máu huyết không lưu thông mới bị ê ẩm đúng không? Chà, má mẹ này nói giọng giống bà thầy thuốc nam ha. Thì tôi là vợ thầy thuốc mà, nghe ông nói riết cũng phải nhiễm chứ. Đâu đưa tí coi. Cái gì mà nằm sai thế mà bầm con mắt? Dạ. Cái gì? Đâu đưa coi. Sao dạ, vậy con? Dạ, con té. Hả?
Té hả? Té ở đâu? Hả? Té con mắt hay là còn đâu nữa không? Còn trúng đầu đâu hay đâu nữa không? Mình tình bệnh, ý lộn, mình bình tĩnh ngồi xuống. Con nó kể hành trình té của nó sao để tôi bắt mạch cho nó coi. Cái gì? Nhỏ té không coi, nhỏ té sao? Hành trình làm như đi xe vậy? Trình. Trời đất ơi, thì thầy thuốc phải vọng văn vấn thiết. Tôi mới biết nó văn chỗ nào mình nó vấn và thiết nó chứ. Hành bây giờ con té làm sao? Dạ, dấp té. Chà, nhan xương vậy thôi hả? Đó, dấp té. Ờ, ông coi coi nó vọng văn vấn thiết gì đó của ông đó. Ông coi coi nó sao, ông xử lý đi. Dạ, nói chung là con té nhẹ, không có sao đâu tía má. Ôi ơi, té vậy đây nè, hèn chi không mình mẩy không đau rồi cũng là uổng à. Không sao đâu. Đó, tôi bốc nó một thang thuốc nam, nó uống cái là xong ngay à. Dạ được rồi, tía. Dạ con sức dầu là được rồi. Sức dầu cái gì? Bệnh của con là trong uống ngoài thoa nó mới hết được. Đi sao mà để mai là ở ngoài chứ mà trúng một mắt là chết luôn. Chủ, bay làm gì? Nãy giờ tôi nghe bay cười mình khúc khích hoài hả? Hả? Cười gì á? Con nghĩ tới chuyện vui á. Đâu chuyện gì vui, kể tao nghe coi. Trời đất ơi, không kể ngồi nghe phải không? Tao đoán đó nha, chắc là ra chợ nhiều người khen mày đẹp chứ gì phải không? Phải không? Ủa? Nè, chú. Hay là cái lão bán thịt đó, nó chọc con hả? Không phải nữa hả? Trời đất ơi. Chứ cái chuyện kia mày cười dữ vậy? Cái thằng bánh reo á. Ừ. Nó mê luôn. Đi không? Bà nói đúng mà. Nhưng mà nãy giờ con có cười chuyện đó á. Con này khó hiểu không cười chuyện đó chứ mày cười chuyện gì? Cười như con khùng con điên mà cười hoài hả? Con cười chuyện của Nguyên. Mày mới nói con Nguyên hả? Chuyện Nguyên chuyện gì? Đâu có gì đâu. Nội coi như là chưa có gì xảy ra đi ha. Nội đừng có hỏi con gì hết á. Con mà trả lời á là con bị đuổi á. Ghê lắm. À, thì thôi. Trời ơi, con nói nội nghe. Cái chuyện này nó cũng ghê dữ lắm. Mà mình là đàn chị nữa, mình phải có chữ tính. Nếu như mà mình kể á thì mai mốt làm sao mình ngước mặt mình nhìn đời. Nội thấy con nói được. Nội. Nội, sao con chờ hoài mà nó không hỏi con gì vậy? Thì hồi nãy bay nói là bay không có được nói, thì tao đâu có nghe làm chi. Trời ơi nội, nhưng mà cái này á là chuyện của cháu nội. Nội phải thắc mắc chứ. Mày mới nói là chuyện của cháu nội hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Nếu mà có chuyện gì thì hôm qua con Nguyên ở đâu có ngủ ngon làm vậy? Nội nè. Ơ sợ tao mệt quá. Tao vô tao nghỉ sớm nghe không? Nghĩa nó qua. Nhớ lấy cái bánh ra đưa cho nó nghe không? Ngoài để chỗ bếp á, treo chỗ bếp. Chưa kịp kể chuyện Nguyên luôn. Trời. Làm hết hồn vậy chủ? Nghĩa hả? À, em nè. Em ơi em. Em làm cái gì mà em vô nhà người ta nhân trộm vậy? Không có. Nội kêu qua làm gì vậy? Nội kêu qua cho anh. À. Thôi mình thôi. Gì? Ngồi nghỉ một chút đi rồi về. Lát chị đưa bánh cho. Ngồi. Chị chủ. Hả? Bà Trần đâu rồi? Bà Trần là ai? Bà Trần Nguyên á. Nguyên, nói Nguyên. Kêu con người ta bà Trần. Nó không ở nhà. Đi dạy rồi. Ôi trời ơi, hết hồn.
Nghĩa. Ừ. Sao con đem mắt kiến à? À, bụi bay vào mắt thôi. Tháo mắt kiến ra đi chị nói chuyện. Thôi, thôi được rồi, em nói chuyện như được rồi, khỏi cần tháo. Không, nhưng mà nói chuyện với chị là phải lịch sự, phải tháo ra thôi. Thôi được rồi mà, được rồi thôi, được rồi. Vậy được rồi. Nguyễn kìa. Đâu 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 đâu. Quay mặt coi, quay mặt coi. Trời đất ơi. Nghĩa. Hả? Làm gì con mắt bầm tím vậy? Ờ, bụi bay vào mắt thôi. Bụi bay vào mắt thôi. Cái thứ này á, làm bù lông công tán nó bay vô mắt mày á, chứ bụi bay vào mắt nó bầm đen rồi kìa. Nói chung em không biết nữa, tự nhiên em ngủ xong cái sáng thức dậy cái mắt nó dậy luôn á. Gì vậy? Biết rồi nha. Biết gì? Biết hả rồi à? Trời ơi, giọng cười thấy ghê quá. Cái này là do em thấy những thứ không nên thấy. Thôi à? Thôi nghe, không có nói tầm bậy nghe. Tự nhiên không không thấy thấy cái gì. Ôi, đừng có diễn nữa. Nguyên á, nó kể cho chị nghe hết gáo rồi. À. Em có mua thuốc nhỏ mắt cho anh à? À, để đi chút nữa anh nhỏ. Thiệt luôn á, anh nhìn bậy bạ gì mà đau mắt kìa. Tầm bậy. Đau mắt thì đau mắt thôi. Mắt mới gì nhìn bậy bạ. Ý của em nói là anh nhìn người ta bị đau mắt xong anh bị lây hả? Chứ anh làm gì thấy ghê vậy? Thấy ghê đâu, anh thấy bình thường mà. Hồi nãy á, em đi ngang qua nhà chị chủ, xong chị chủ kêu em lại, cái chị nói. Hả? Chị chủ nói gì vậy? Chị chủ nói là bữa nay rằm ăn chay, hỏi em có ăn chay không? À, vậy thôi hả? Không, chị nói nữa. Chị chủ nói gì? Chủ nói là ngày mai cũng ăn chay luôn, hỏi em là ăn chay nữa không? Em với chị chủ rất là xàm. Nghe. Xàm mà xàm. Nè ha, em thấy anh này kỳ kỳ sao nha? Kỳ kỳ gì, anh thấy anh bình thường mà. Đưa đây em nhỏ mắt cho nè. Thôi được rồi, anh tự nhỏ cho. Đưa đây. Thôi mà. Ui da. Chết mà, em lại sai nữa hả? Tự nhỏ. Tình. Gì? Đi đâu ạ? Đi chợ chứ đi đâu? Uống cà phê không? Anh trả tiền nha. Trời, ly cà phê đối với tôi chuyện nhỏ. Cho ly xin tố mang về đi chị ơi. Ê ê, người ta mời cà phê á còn kêu xin tố thì tự trả tiền đi à. Ủa mắc cười quá à. Ai biết anh mời tôi ăn chi? Tôi vô đây tôi muốn uống gì tôi uống chứ. Mày nè, người ta mới vừa nói chưa gì hết đặt đích xuống mà. Giả sử người ta mời lơi sao? Anh mắc cười quá à. Không thích thì đừng có mời. Tôi ghét mấy kiểu sợ sợ vậy lắm nha. Giận xíu làm gì ghê vậy? À Út Tình. Vậy không ấy anh em mình đừng có cà khịa nhau nữa. Chúng sống qua bình nha. Ủa gì trời gì trời. Anh em gì đây? Chúng sống qua bình hả? Chắc phải coi lại à. Cảm ơn chị. Nè nè nè, đi đâu hả?
Đi chợ chứ đâu, trễ rồi. Con bé này. Nhé. Thế. Con uống cái gì đó? Dạ. Con uống thuốc tan máu bầm. Tía bốc thuốc nam tan máu bầm con không uống. Con đi mua thuốc tây y con uống hả? Dạ, tại vì thuốc của tía con thấy cái mùi nó nồng quá. Má Nghĩa, mình đâu vô đây coi cục cưng của bà nè. Con sao bị gì con hả? Bị gì? Trời đất ơi, nó có bị cái gì đâu. Tôi ở ngoài tôi đang đảo thuốc cho ông, tự nhiên kêu một giật ngược giật hai vô à. Mình nghe tôi hỏi, mấy hôm rày mình có sắc thuốc tan máu bầm cho con uống không? Có. Có hả? Ờ. Hai má con mình to rập qua mặt tôi phải không? Nói gì nghe to rập mới thấy ghê vậy. Tôi có sắc thuốc. Thằng Nghĩa nó... Dạ cái này lỗi con tí ơi. Tại con nói với má là đừng có sắc. Trời ơi là trời, tổ tiên ơi là tổ tiên. Tao làm nghề thuốc nam, con tao bệnh đi mua tây y uống, thiên hạ người ta biết được, còn đất đâu mà đụng thổ cho đủ cái chứ. Trời ơi, thuốc nào cũng được, miễn là uống hết bệnh thì thôi. Ai mà để ý đâu mà độn thổ, ông lúc nào cũng quan trọng vấn đề quá. Hai má con mày làm sao nó khuất mắt tôi đi. Tự nhiên biểu đủ đi, đi đâu giờ? Đi đâu cũng được, miễn đừng léo hết trước mặt của tôi thôi. Đi xuống làm sao đi, má có nấu chè đậu xanh phổ tay nè, hai con mình ăn. Kêu con Út Tình nó múc chừa tôi một tô. Xin lỗi nha, má con tôi có ba chén thôi. Cái gì dữ vậy trời? Chết rồi, trời ơi trời. Gì đâu mà chết lìa, uống miếng nước đi ông. Ôi ơi. Nè trà mới pha ngon lắm uống đi nè. Trời ơi chết rồi, trời ơi trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, giết người. Sao không? Trời ơi, trà nóng. Thì cũng đưa được. Phải thổi chứ, đưa thổi hay uống. Đưa uống liền hà. Lại gì mồ hôi mồ kê ướt hết rồi kìa. Trời ơi, con kìa. Trời ơi, cãi tôi. Trời ơi, đồng coi nó rớt giá rồi, trời ơi. Coi rớt giá mà làm gì mà la làng thiệt. Hả, cái gì? Cái gì? Đồng coi rớt giá hả? Tía, con xin lỗi mà tía. Ôi, lỗi phải cái gì? Mấy người lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Thích bay hướng nào thì bay, nghe lời cha già này chứ cho mệt. Tía đừng nói vậy tía. Dạ, con hứa với tía, sau này con không làm vậy nữa. Con biết con sai rồi. Có chắc lời chưa? Dạ. Phụ tử hòa lạc, gia hòa vạn sự hưng. Con hiểu hết nghĩa của nó không? Dạ không. Phụ tử phải hòa thuận thì gia đạo mới hưng thịnh được. Tía nói một câu con cãi một câu, tía nói một câu con cãi một câu. Tía làm thầy con đi đốt sách thì làm sao mà ngóc đầu lên nổi chứ. Biết sai thì phải sửa, chứ nói không ai nói không được. Dạ, dạ sửa chứ tía. Dạ má sắc thuốc dưới bếp á. Dạ sắc xong con uống liền. Vậy hả? Dạ. Nghĩa ơi. Dạ. Thuốc má mới sắc xong nè, vô uống còn nóng mới tốt con. Dạ. Dạ con uống thuốc nha tía. Ờ. Cảnh cáo anh, từ nay á, gặp tôi đâu thì tránh xa tôi ra. Cô yên tâm đi, gặp người chằn tin như cô, tôi coi dò bỏ chạy rồi. Vậy thì tốt. Ôi, cảm ơn trời Phật. Làm như tôi thích nói chuyện với cô lắm vậy. À quên, còn nữa, chuyện bữa đó không được nhớ. Quên đi. Tôi có đâu muốn nhớ đâu, cô đó. Cô đừng chọc tôi nhớ là được rồi.
Cái đồ trơ trẽn, đồ khó ưa, đồ đáng ghét. Đồ bà chằn. Khoan, đi đâu vậy? Vô nhà, rủ thêm Bình uống cà phê được không? Không. Sao ạ? Nó về Sài Gòn rồi, khỏi kiếm. Giờ hồi nào? Sớm. Ủa, mà mắc gì tôi phải đứng đây trả lời anh vậy? Về đi. Tôi cũng đâu có rảnh đứng đây nói chuyện với cô. Đồ bà chằn. Chắc tôi cần nói chuyện với anh quá à. Cái đồ đàn ông mà hơn thua với phụ nữ. Bà làm cái gì vậy? Trời ơi, cái đồng coi nó xuống giá mình tôi lo là được rồi. Bà làm cái gì? Đi tới đi luôn, tôi chóng mặt quá. Ngồi xuống đi. Lỗi nhiều không ông? Nhiều. Giờ mình làm sao ông? Lo cái gì nó xuống thì vài bữa nó lên là chứ gì đâu lo. Nhưng mà chắc tôi phải về quê một chuyến. Về quê làm chi? Gặp má. Nè, đừng nói với tôi á là ông về quê gặp má đằng mượn tiền nha. Chứ còn gì nữa? Ủa, mới nói với tôi là không sao mà sao giờ? Thì không sao, nó xuống thì nó lên lại. Nhưng mà phải mượn tiền, đầu tư thêm. Mình gỡ lại chứ. Thằng Bình nó mới về đây, bây giờ tới ông về nữa. Nhà này hình như là thấy phiên nhau đi hay sao? Tao đi công chuyện chứ đi chơi đâu. Thôi mày vô sổ đồ vô tôi đi. Nói nghe nè, tôi đi cùng được không? Thôi, để tôi đi mình được đâu. Có bà xuống dưới rồi ba mẹ con cứ quýt tòa hay nghèo rồi sao về đi. Vô sổ đồ vô đi. Thôi không cho đi thôi. À, bà nè, tôi đi có một hai bữa rồi chọn ít đồ thôi nha. Biết rồi. Biết rồi. Ủa, ba về sớm vậy? Đi ra học hả con? Dạ, con đi nha ba. Bà nội đâu con? Nội trong bếp á. Ba. Bộ, có chuyện gì đúng không? Ủa, chuyện gì là chuyện gì? Không có gì. Sao tự nhiên ba về thình lình vậy? Với lại á, sao má không đi với ba? Thì ba về thăm bà nội bình thường đó mà. Con thấy á, không bình thường chút nào. Thiệt là không có gì không ba? Trời ơi, cô giáo hôm nay thêm cái tính thám tử nữa hả con? Rồi đi dạy đi. Ừ? Dạ, thưa ba con đi. Ừ. Má ngồi đi. Đây, để con. Má ngồi xuống đi. Để con quạt cho má cho. Đó, mát không? Trời đất ơi, tự nhiên sáng sớm gió ảo ảo vậy. Quạt chi mất công vậy con? Con quên. Con tưởng thành phố. Tưởng? Nội, chú. Ồ, bánh là con lựa đó, ngon con lắm. Con đem về đó hả? Dạ. Tự tay lựa đó. Trời đất ơi. Bánh nào cũng như bánh nào thôi. Mắc gì phải nói lựa. Bánh nào cũng ngon, lựa. Vô, nấu cơm đi. Nhiều chuyện. Ăn chủ. Dạ thôi. Bánh dưới quê mình đầy. Ngon hơn chú lựa nhiều. Ủa chủ. Bóp mạnh mạnh chút đi con. Thôi. Để con bóp cho. Ê, chú. Hả? Cái tay chú mới bóc bánh bây giờ hay đụng vô người bà nội lát kiến cắn sao? Anh nhầm cái gì? Phủi tay cái sống chứ mình làm quá. Để con bóp cho. Thôi chú ngộ quá, này công chuyện của con dành. Trời ơi, lâu lâu rồi mới được về rồi thăm má rồi thể hiện cái sự chăm sóc cho má. Cái chú dốc con đi. Ngay à, tự nhiên có hiếu bất tử. Nghi lắm nha. Tặng cho ăn miếng nè. Thôi nó cơm nó không ăn đâu. Đi đi con. Nghĩa. Nghiệp. Con bóp chai cho má. Nó lâu lắm rồi mới được làm gì nó.
Cho ly cappuccino. Dạ. Không có bán cà rô. Cái gì cà rô? À, cho ly cà phê. Làm gì ông cười? Giữa trời thấy chuyện nực cười nhìn không được thôi. Trưởng giả bài đặt học làm sáng đồ. Ơi, tại dưới này nó vậy chứ trên tôi á, cappuccino là ta đem ly cà phê Ý ra đàng hoàng ngon lành. À, tại dưới này tiếng Anh, tiếng Âu được sinh ngữ người ta không có biết. Mà thôi đó chị với mấy người không biết sinh ngữ mệt quá à. Thì bởi vậy, tổ tiên người ta lường trước điều đó người ta mới có câu á, là nhập gian tỳ khúc, nhập gia tỳ tục. Về quê hương thì nói tiếng mẹ đẻ dùm, bày đặt tiếng Tây, tiếng U đồ. Ôi thì mệt. Thế mấy người không có trình độ, nó nói chuyện nó mệt lắm. Ôi, kêu đi cà phê đại cho uống cho rồi đi mệt. Thôi giờ là coi chuyện làm ăn mình nó chển nó làm sao đây. Alo. Chưa rèn mà alo rồi. Gấp quá đó. Alo, chú đây. Sao báo cáo tình hình bữa nay lời được nhiêu con? Có 1.5 tỷ à hả? Trời ơi, lợi ích vậy. Thôi, không sao, kệ vậy cũng được. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn. Ê, bữa nay vô ích quá. Ngày lời con 1.5 tỷ, chán thiệt. Tôi đi đâu hả? Đi về. Về chia đi uống đi. Trời ơi, tôi vô tiền nhiều quá để làm cái gì, bao anh ly cà phê cũng được ha. Không có cần. Ở đây nghe nặng mùi khó chịu quá. Mùi gì? Thuốc nổ á. Chứ không phải gành tị. Sai mùi thuốc quá, đi lộn bên luôn nè. Đường về bên này. Cái này người ta gọi là rảnh nè. Ôi, đau quá má ơi. Thắng sớm được mình rồi đó. Dạ té mới về té. Mới sáng sớm thấy chuyện nghịch lòng rồi hả? Uống ly cà phê tự nhiên đắng ngang vậy đó. Còn con nữa. Mới sáng sớm làm gì tô chét chét đó. Con có tô chét gì đâu, con nhỏ chân mày mà. Nhỏ thì đâu mà nhỏ chị cho mất công quá vậy? Thì con là con gái mà thì phải đẹp chứ té. Té thấy con gái quê đó, để nguyên vậy là đẹp quá rồi. Bộ té không nghe câu đẹp tự nhiên nhưng mà không có tự nhiên mà đẹp hết tí. Thôi, không có về vòng đôi coi con nữa. Má bay đâu? Dạ má đi chùa rồi. Qua má mày có nói tía mà sáng tía quên rồi. Ủa mà tía. Gì? Sao mà con thấy á, má đi chùa hoài chi vậy? Đi chùa nhiều thì tốt chứ sao. Má bay đăng tích đức cho tụi con đó. Chứ tụi con không nghe câu hả? Tích thư dĩ di tử tôn. Tử tôn dĩ tắc năng đồng. Tích kim dĩ di tử tôn. Tử tôn dĩ tắc năng thù. Hiểu hết nghĩa không? Tức là tía má để lại cái văn chương trượng nghĩa cho con á, tụi con cũng không có hiểu hết được. Mà tía má có để vàng bạc kim loại lại cho con là con chẳng có xài. Vàng bạc là của năm nhà, con không có xài được. Tốt nhất là để phước đức lại cho các con là đúng nhất. Không chịu theo má bê bồ công lập đức rồi bảo đó còn cằn nhằn. Ôi con không biết gì đâu mà làm tía ơi. Có gì đâu mà không biết, lên chùa thấy ta làm sao mình làm vậy thôi. Đó thì cứ đi làm công quả, làm công hồi đức cho mai sau, nghe rõ chưa? Nói gì thì nói, chứ đi chùa thì tía không bao giờ mà phản đối hết á. Dạ. À má, má muốn ăn trái cây ngoại, bánh trái gì ngoài không? Có người bạn ở nước ngoài, gửi nó mua. Trời đất ơi, ba cái này của mình có đồ nội mình ăn ngon chết, cần gì ở ngoại con. Ngoại nó khác à, cái mùi nó khác á. Khác làm sao? Ngon lắm, ngon lắm, mày thử đi. Tao không có xin ngoại, bây giờ mới ưa cái đồ ngoại. Ông nội ăn ngon thấy ngộ luôn á. Thôi, cái này được rồi. Chú ơi. Hả? Chú xin ngoại ở đâu con không biết. Chứ nhà này xin nội không à. Với lại chưa chắc là đồ ngoại ngon bằng đồ nội. Hay nói ha. Ừ. Là sao? Ý bị nói là sao? Có xài đồ ngoại chưa biết? Xài gồi, ăn gồi, hơi bị nhiều luôn á. Tại gì? Nè, con nói cho chú biết nha, con ăn đồ ngoại dữ lắm. Con uống trà sữa ngoại nè, ăn bánh tráng trộn ngoại nè, ăn bánh canh ngoại nấu nè, ăn canh chua ngoại nấu nè, ăn ngoại gì? Khùng, ai nói ba cái đồ ngoại nấu. Cọc. Nãy giờ con giỡn á, vui không? Con nói giỡn với chú thôi, chứ con mà không, chủ mà thông minh lắm. Nãy giờ giỡn với chú thôi, không? Vậy cũng căng.
cho mấy người hấu ngoại ăn chơi ha. Về có một mình mà lại bất thình lình nha. Nữa? Về bắt con Nguyên phải không? Không có được đâu nha. Không có, bắt con Nguyên là về thăm má. Trời đất ơi, chứ không về thăm má. À? Không vậy hả? Nhớ quá. Con ơi là con. Sao má? Đẻ con ra, má không có biết con như thế nào sao? Thiệt. Tôi nói thiệt thì con, có chuyện gì nói đi. Trời ơi, bà tao nói má đó, đúng là người lớn tuổi mà có cặp mắt tinh tường, sợ biết hết trơn á trời. Đúng rồi đó má. Ê. Nói thiệt thì đừng có nói dối, đừng có giấu má. À. Nói đi con, có chuyện gì? Thật ra con về đây nhờ má một chuyện. Thôi thấy không? Nhờ một chuyện nguy lắm. Chuyện gì con? Mượn tiền má. Mượn tiền má? Mượn tiền nó nhỏ thôi, nó lớn chị. Ủa? Nghe nói con trên đó mượn ăn là tiền vô ào ào mà. Là sao vậy đây mượn tiền con? Thì đúng rồi, con kinh doanh mà. Tại cái đồng vốn nó xây xây lúc đó bị khựng chút xíu thôi, nó kẹt chút xíu rồi nó lại là khác, hiểu không? Ủa có vụ hả? Trời bình thường á, cái đồng vốn nó kẹt là bình thường nhá. Má cho con mượn nha. Mượn nhiêu? 5 triệu. Ừ? 50 triệu. Ôi trời ơi, 5 triệu, 50 triệu con mượn má chi con, con lo được. 500 triệu. Trời ơi, con ơi con, gì chứ 500 triệu lần. Má cứ cho con mượn đi, để chừng con gỡ được cái, con gỡ thì cho má có lời. Gỡ gì con? Gỡ ý đó là gỡ cái đồng vốn về đó, xây cái đồng vốn về đó, người ta gọi gỡ gỡ vậy mà. Có lời luôn, trả tiền lời luôn. Thôi thôi, tao không lấy lời của em chi, má đi lấy lời của con. Đúng rồi, không có lấy lời phải không? Không, không. Trời, bởi vì tao nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thôi được. Ủa, mùi quá. Vậy nha. Dạ. Sáng mai. Dạ. Con chở má. Đó. Đi ngân hàng. Đó. Vô đó mới rút tiền được. Đúng rồi. Nhưng mà má có một điều kiện. Một à? 10 điều kiện cũng được. Má nói đi. Thiệt không? Dạ. Mỗi một tháng á. Dạ. Con về với má ít nhất là 2 lần. Dạ. Trong 2 cái lần đó, mỗi một ngày con ăn cơm với má 3 bữa. Về đây. Ừ. Ăn cơm ngày 3 bữa. Ừ. 10 bữa cũng được rồi, đừng nói 3. Mang quá. Thôi vậy à, con vô lấy giấy ở đây, ghi cam kết được cái tên đàng hoàng đó con. Trời đất ơi, bộ má không tin con hả má? Trời ơi, con sao không tin? Nhưng mà tiền bạc mà con, giấy trắng mực đen đâu đó mà. Rõ ràng. Thôi, chưa? Thôi. Không biết mình mua như đây đủ không ta? Còn thiếu em nào không nhở? Hoàng gia. Ngõ hẹp. Đứng yên. Tôi lượm đồ của tôi nghe. Tôi lượm trước. Cô nghĩ là tôi nhìn gì? Đồ trơ trẽn. Tránh ra. Nè, tôi cảnh cáo anh, lần sau mà gặp tôi ở đâu á thì tránh xa tôi ra 2 mét. À không, 3 mét. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Thì tuốn anh luôn chứ sao. Gái gì dữ như chặt. Rồi. À má. À? Không thôi giờ hai má còn mình ra ngân hàng luôn đi, để mai chi. Làm gì mà con gấp dữ vậy? Tại thấy còn sớm nè, đi luôn chứ rộng. Con chờ má chút ha. Dạ. Nha. Má nhớ đem chứng minh nhân dân cho má. Rồi, nhớ. Dạ.
làm gì mà cọc quá vậy? Giờ hết trơn luôn rồi nè. Sao mà dơ vậy nè? Bị rớt đó. Ôi, rớt ai mà la cái kiểu như em. Vậy nó càng dơ thêm, đúng không? Ở đây có cái này. Hồi nãy á, Nghĩa nó có ghé nhà mình chơi. Nó vừa đi á, là em vừa về luôn á. Công nhận nha, hai đứa giống như... Thôi đi! Chị đừng có nhắc tới cái tên đó luôn được không? Anh mới hái mấy trái bầu nè, coi nấu được gì nấu. Trời ơi, hái gì nhiều vậy, sao ăn hết? Thôi đem qua cho chị Duyên bớt đi. Duyên có rồi, nãy giờ Duyên ở ngoài vườn với anh mà. Vậy thôi đem cho ai đi chứ, vậy nhiều quá sao nấu hết. Út, mang qua bà hai giùm anh đi. Đang phơi thuốc kêu kêu gì? Thì anh phơi cho. Ủa, bình thường hay qua bên đó lắm mà, tự nhiên nói sao người ta vậy? Tại chút nữa anh có công chuyện. Thôi đi nè. Cho mấy trái? Hai trái đi, hai trái để nhà nấu. Nè, em nhớ cho má đi. Ai vậy? Dạ, con chào chú. Ồ, chào con. Dạ, con có bầu á. Cái gì mới lớn có bầu? Không phải, con có hai trái bầu, con đem qua cho bà hai lấy thảo. Xin lỗi, tại nói gì gọn quá, không biết. Bà hai đi vắng rồi con. Ủa, bà hai đi đâu mà chú? Đi với cô chủ đi rồi, có chuyện rồi. Vậy là chị chủ đi với bà hai luôn hả chú? Thôi con cứ để bà đi. Chú, chú xếp đồ đi du lịch hả chú? Không có, chú lên thành phố. Ôi, chú lên thành phố hả? Ừ. Con chưa bao giờ được lên đó luôn á. Trời đất ơi, lớn vậy mà chưa bao giờ lên thành phố một lần nào hả? Chắc tại là chưa có dịp thôi chú. Nhưng mà chú, trên đó chắc vui lắm hả chú? Vui lắm chứ con. Trời đất ơi, trên đó là nhà hàng quán ăn đầy hết. Đây là món ăn có hả? Tây có, Tàu có, Hàn Quốc có, Nhật Bản có. Còn mấy cái khu mua sắm thì thôi, nhìn nó thôi muốn cháy cái túi con rồi. Mà chú, con thấy ở trên mạng á, người ta đăng là có cái tòa nhà 81 tầng gì á, hả, cao ngút trời mây gì luôn nè. Trời ơi, nhìn giống y chang bên nước ngoài luôn. Trời ơi, con thích quá trời. Tòa nhà lên smart đó mà. Con mà lên đó mấy đứa tuổi con nó sống ảo đã luôn đó. Nhất định là con phải kiếm cớ đi lên trên đó mới được. Đi đi, mình còn trẻ mà phải lên để mở mang tầm mắt, mở mang tầm nhìn được, mới con người mình mới tân tiến được chứ. Nghe chú đây gì già thì chú còn phải năng động theo đó mới không kịp á. Nhưng mà tía con chắc không cho con đi đâu. Tía con mà biết con lên trên đó, tía con quýnh con chết luôn á. Trời đất ơi, bởi vì tao nói đúng là cha mẹ đó là làm hại con không à. Thương cái kiểu gì vậy? Có nghe ông bà người ta nói không? Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với cha với mẹ biết đời nào không? Đó, phải mở mang tầm nhìn năng động đó. Có người mình mới là tiến bộ được chứ. Nhưng mà tía con nói vậy rồi, con đâu có dám cãi tía con đâu. Không cãi nó không cãi, nhưng mà chú có cách cho con. Chú có cách hả chú? Cách gì hả chú? Nói sao? Ôi, chú xúi con nói xạo tía con hả? Không có xúi. Nhưng mà vậy đó, trong đời mà đôi khi mình nói xạo một lần, nhưng mà nói xạo mà không có hại ai là được rồi. Con sẽ suy nghĩ lại lời xúi dục của chú. Cái gì vậy? Chú có xúi nha, bố mà đổ thừa là không có được đâu. Thì con nói giỡn thôi, nhưng mà hả, con sẽ nghiêm túc xem xét lại lời đề nghị của chú. Cứ nghiêm túc xét xem đi. Ôi dồi ôi, con đều nghe được. Nhưng mà chú, chừng nào chú đi vậy chú? Mai. Mai hả?
tính tí vậy ta? Giờ nói đi thằng phố tí quýnh mình bệnh luôn á. Nhờ ông anh hai cũng được, nhà có ông anh hai khó chịu. Mà không đi thì không được. Đi chứ, đi mới biết thành phố sao chứ. Nếu đi chùa thì không bao giờ là thấy cản. Má. Má về sớm má. Ơi. Ngồi xuống nói. Sớm. Hả? Mình cũng chết luôn. Họ thấy má già cả. Cái hồ giường cho má khám trước cho nên mới được về sớm vậy nè. Ừ à. Nói giờ người gì đâu mà khám bệnh gì mà đông quá trời đông. Cho nó chờ cũng chết luôn nè. Ngồi vậy sốt cả ruột á. Rồi bác sĩ nói má làm sao? Ông nói vui lắm. Ông bảo bà già ơi, trên 80 tuổi rồi, bệnh già đó, không có sao đâu. Ồ. Giờ cụ về, chịu không uống thuốc, dần dần hết bệnh ha. Mực quá con. Chú, bác sĩ nói nội như vậy là khỏe dữ lắm rồi đó. Mà nói thiệt cho má nha, má mà chịu lên ở với vợ chồng con đó, trời ơi, má còn khỏe hơn bây giờ nữa. Không được nha, không được nha. Sao không được? Trời ơi chú, hai vợ chồng chú rước nội của con lên chợ lo cho nội, rồi số phận của con sẽ đi gì đâu. Chuyện của con tính chứ mắc mới gì hỏi chú. Nội, lời đau lòng như vậy mà chú lỡ nói với con kìa. Trời đất ơi, không có cái nhà này thì con kiếm nhà khác con làm, chứ chuyện gì đâu mà con nở nhảy động lên vậy. Thôi chú không được nhắc nội của con đi đâu hết đó. Từ lâu con đã coi nội như đôi bạn thân với con rồi. Trời ơi, con thương nội dữ lắm. Trời ơi, tình cảm xem như người thân hả? Vậy là tốt quá, khỏi lãnh lương đi. Giỡn hoài, vậy chết luôn á. Vậy gì mà nói tình cảm lắm là sao? Thì chuyện nào ra chuyện đó, tình cảm là tình cảm, tiền bạc là tiền bạc. Chú đừng có thấy con thương nội, chú lợi dụng tình thương của con, đúng không? Ghê. Thôi đừng có đùa nó nữa, con này nó mít ướt đó, chú khóc rồi đây không? Thôi, từ sáng giờ bà cháu mình đi xa vậy đó bụng, con xuống dưới lo cơm nước đi con. Ờ ha, để con đi, dạ. Ủa? Tự nhiên sao có hai trái bầu đây vậy? Từ người ta mới cho đó con. Ôi nội, đỡ quá, đỡ đi chợ. Vậy bây giờ một trái con sẽ luộc để ăn kho quẹt. Được rồi, con muốn làm gì đó con làm. Nhưng mà còn trái này chú tính ăn gì? Thôi con xào với hột vịt đi. Thiệt, người không biết thưởng thức ẩm thực gì hết trơn á. Người ta đã luộc rồi giờ kêu xào nữa. Con nấu canh. Mà thấy không? Đi hỏi người ta đã làm ý đó à. Nó bởi vậy con lại biết tính ý nó. Nó hơi manh manh khùng khùng. Vậy chứ vui nhà vui cửa lắm con. Vui gì mà vui, ở với nhỏ này rí chắc khùng cho nó đâu má ơi. Thì sao tao không khùng? Tao ở với nó hoài nè. Sắp. Chị chủ. Đi đâu qua đây ạ? À, nói nghe nè, đi thành phố chơi không? Đi thành phố chơi. Lên thành phố không chị? Thì lên đi chơi chứ chi. Đi nha. Đi. Mà tía con có cho đi không? Thì đương nhiên là không cho rồi. Nhỏ khùng, tự nhiên tía mày không cho đi, rồi mày xúi tao đi với mày, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra ông nói tao bắt cóc con gái ông làm sao? Nhỏ khùng. Chị lo gì, em đã rủ chị đi làm có cách hết á. Em có cách. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Đi nha. Nhìn mặt nó này cũng tới nỗi ngu. Thôi được rồi, nếu như mà em có cách á, chị đi với em. Thử ở nhà. Chủ này mà, quân tử là nhất ngôn. Ok. Ok. Thank you.
nữa coi. Mệt ghê đó trời. Nghe liền. Ra ra không? Không ra ra quăng vớ hôi ra cả nhà ngửi đó. Gì chú? Gì kêu dữ vậy? Coi kìa. Gì ở đâu ra nhiều quá trời vậy? Thì đồ của chú chứ gì đâu la dữ vậy? Trời, không biết đồ của chú. Nhưng mà nhớ đâu có bận nhiều chứ gì đâu. Trời đất ơi. Đợt chú về nè, chú đưa đồ cho con giặt, rồi chú không chịu gom đồ lên Sài Gòn. Rồi giờ chú về, nội kêu con là đem đưa cho chú đem về Sài Gòn đó. Thì sao không gom lại cho chú? Ủa chú? Sao chú không tự gom đồ của chú đi? Chú lớn rồi mà. Ủa rồi, rồi chú không gom rồi con cũng để về luôn, không gom lại cho chú được hả? Con là người làm mà. Thì đúng rồi, con là người làm. Hả? À? Người làm của cái nhà này. Mà chủ sở hữu căn nhà này là bà nội. Suy ra con là người làm của bà nội. Mà suy ra nữa là con có trách nhiệm làm cho chú. Phải không? Ở đợ có nguyên tắc của ở đợ nghe chú. Trời ơi, mệt quá. Vô đó coi đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã hiểu cho nguyên tắc ở đợ của con. Trời ơi, cái thằng mệt chứ con. Ủa anh Sao Vũ? Trời đất ơi, tôi chờ anh từ sáng tinh mưa tới giờ nè. Sao tình hình sao rồi? Nè, nhờ rau thuốc bao bớt của ông mấy lâu nay tôi đỡ rau nhiều lắm nha. Mà hốt cho tôi một ít đi, để sau này tôi để dành cái rau tôi còn dùng chứ. Thật ra cũng phải là công của tôi hết đâu. Tôi giết cái to để đó. Cái ghế út tôi nó mặn mò nó pha chế sao không biết nữa. Mà bây giờ cho ai người ta cũng khen chân á. Nếu anh thấy bớt cần, cứ lấy đi tôi nhóc ở trọng á. Không có gì hết đâu nha. Ờ, con nhỏ có khiếu ghê á. Mà nó định hay làm ngày thuốc không? Thì nó là út ráng của tôi mà, thừa hưởng năng lượng của tía nó thì cũng tạm tạm xài được. Ờ, vậy ông có định truyền nghề cho nó không vậy? Nó là con gái nữa mà truyền nghề gì không? Con gái á, giỏi là nữ công gia chánh là được rồi. Chứ lại mai mốt nó về nhà chồng mà truyền nghề cho nó qua bên kia nó có xài được đâu mà truyền. À, tôi thấy nó nữ công gia chánh nó cũng giỏi đó. Cái gì? Con gái tôi nữ công gia chánh giỏi hả? Không dám giỏi đâu, nó quá giỏi luôn đó. Trời ơi, con gái tôi nói anh từ hồi nào tới giờ tôi sinh ra trên mặt đất là tôi chưa thấy đứa con gái nào giỏi như con gái tôi. Tôi nói nó làm không có khô tay từ sáng sớm tới chiều tối luôn đó. Khi nào tía má kêu ngưng thì nó mới ngưng. Con nhà Lansmark đó con. Ôi giời, tuổi trẻ lên đó tha hồ mà sống ảo nha. Đẹp lắm đó, nhìn toàn cảnh thành phố luôn. Ủa Út, con xong việc nhà chưa mà đứng mơ màng nhìn vậy Út? Út xong việc nhà. Ôi, trời hết hồn, trời. Dạ, chào chú. Tí kia con gì tí? Tí hỏi con xong việc nhà chưa? Ủa, chuyện nhà vậy? Công chuyện đó giờ má làm không biết gì đâu hỏi con. Con nói vậy mà con không thấy mắc cỡ hả? Má con thương con quá, cứ dành làm hết cho con. Chứ đúng ra là má con mới để cho con cơ hội đôi khi tay chân đồ giặt vũ trong nhà này kia đồ. Con có làm gì đâu, tí la con à. Đi vô nhà. Làm gì anh nhìn tôi như trời trồng vậy? Cô gái tôi bình thường ngày nó không phải như vậy đâu. Anh thấy cái tướng là biết nó giỏi rồi hả chị? Chắc hồi hôm ngủ không được, cho nên sáng nay nó hơi khó chịu một người. Chứ trời, nó giỏi dữ lắm, nó giỏi mà tôi gùng mình luôn đó. Tôi nói nó giỏi mà tôi má nó là sợ luôn đó. Thôi vô nhà uống trà anh, vô. Tôi mệt mỏi cái nhà này. Công chuyện có nhiêu đâu bắt làm quê à. Chú. Gì? Ngày mai á, mấy giờ chú về Sài Gòn? Ủa, mà chú về mấy giờ con hỏi làm chi? Hả? Để làm gì đừng nói là lên thành phố nghe. Đúng rồi. Sao chú biết hay vậy? Ý, thiệt á. Chú lanh lẹ ghê luôn á, đúng là người Sài Gòn có khác. Thôi đi, ở đây đi. Rồi đi lên thành phố làm gì? Rồi đi trả ai chăm sóc bà nội? Nội khỏe mà, Nguyên dạo này nó ăn ngon lắm chú. Nó siêng dữ lắm, có gì nó lo cho nội. Rồi đi trả làm gì? Nó thăm thành phố hả? Dạ không. Dạo này con bị bệnh, con ăn còn phở không nổi nè chú thấy không? Ừ, nhìn mà con cũng bệnh lắm rồi. Ừ, bà ba đây bệnh rồi khám ở dưới này được rồi, lên phố chi? Bệnh con nặng dữ lắm, lên thành phố người ta trị cho mau khỏi. Nhìn thì biết nặng lắm mà. Thôi được rồi, con. Thôi mai con ráng cho nó có gian đi chỉnh đi con. Rồi nó khám bệnh, vài bữa nó về à. Mà nói thiệt nha, hôm trước nó cũng có mấy lần bệnh đó. Mà mới nói con nghe,
Nó hơi bệnh á thì nó làm sao chăm sóc má cho tốt được. Con cho nó có gian đi ha. Đúng rồi đó ba. Dù sao á, ba cũng đi xe không lên trển mà. Con với nội á, ở có 2 ngày với nhau, không sao đâu. Rồi rồi. À, đi rồi đi, nhưng mà lúc về là tôi không có đưa về nha, tự đón xe về, nghe chưa? Được không chị? Chưa hết, 2 ngày lên thành phố là không có làm, trừ lương 2 ngày đó. Cái này hơi... Hơi gì? Cái này hơi quá. Nhưng mà con ngậm lượm mà. Đúng. Con chịu luôn. Mà chưa, lát vô xếp đồ quần áo lại cho tôi, bỏ vô túi đàng hoàng mới cho đi. Dạ. Chú bỏ rau vô ăn cho mát người. Măng xê ba bum ba ba lum ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum ba lum ba lum ba lum ba lum ba bum ba ba lum ba lum ba. Trời ơi, làm gì hú hồn vậy? Trời ơi, tao kêu nãy giờ tự ngoải vô không chịu nghe. Rồi qua đây làm chi đây? Hôm nay làm gì hát yêu đời dữ ạ? Vì gì người sắp được lên Sài Gòn rồi, người ta phải yêu đời chứ cưng. Ủa, vậy là chị xin được rồi đó hả? Chủ mà. Thấy chủ hay không? Chị á nói với ông chú là chị lên Sài Gòn khám bệnh, lại cho đi liền à. Sao dễ chứ sao? Sao rồi? Nhìn cái bộ này là đừng có nói với tôi chưa có xin gì nha. Thì không có dám xin. Trời đất ơi, em phải gấp rút lên chứ, thì mai là đi rồi đó. Biết rồi. Nhỏ này, không xin được rồi bỏ chủ đi, mình là chủ chửi đó. Thôi em về nha. Ê, nhớ về xin tẹ nha. Biết rồi. Gầu ghê vậy đó. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà tìm. Chị Giang ơi, chị Giang. Ở đâu hả? Em có này muốn nhờ chị nè. À, phải không? Anh Nghĩa ảnh muốn nhắn gửi gì chị, nhờ em qua nhắn gửi đúng không? Không phải, tối nhà anh Nghĩa hoài à. Chứ gì? Em có chuyện muốn nhờ chị giúp. Vậy mà có tưởng. Chuyện gì? Mai mốt á, em lên thành phố. Nhưng mà em không có dám xin tía. Em giả bộ, em nói với tía là em đi chùa với chị. Có gì á, chị gán á, giúp giùm em ở nhà cỡ 2 ngày thôi nha. Xong rồi nếu mà có đi ra ngoài á, thì nhớ bịch kỹ lại, để mà tía em không biết. Xong rồi á, nhớ nói với tía chị á, là nói dối giúp chị em luôn nha. Là sao? Là có nghĩa là em lên thành phố chơi. Ừ. Xong rồi em nói dối tía là em đi chùa với chị. Đúng rồi. Là kêu chị nói dối hả? Không phải, cái này coi như là chị giúp em đi. Rồi có gì em về, em nói với anh Nghĩa là chị Duyên hả, chị Duyên thương em lắm. Chị Duyên tốt bụng mà dễ thương nữa. Thôi, mấy cái chuyện nói dốc là chuyện bình thường á. Ở nhà 2 ngày chứ mấy đúng không? Ừ. Bình thường sao, nhớ nói anh Nghĩa nói tốt cho chị được. Ê mà nói nghe nè, ủa mà lên thành phố chi à? Thì em lên thành phố đi chơi. Với lại sẵn tiện em cua mấy anh trên thành phố để được làm dâu trên phố luôn. Thôi mà ơi, mấy trai em à. Ôi, chị làm như là chị không mấy trai vậy á. Chị, nhưng mà bị là chị nhớ nói tía chị á nha. Tía chị là hay đi cà phê với tía em lắm luôn á. Ôi, biết rồi. Nhớ, tía em biết rồi, tía em băm em nghe luôn. Biết rồi, biết rồi mà. Cảm ơn chị nha, em đi nha. Nhỏ này, trời ơi, làm như ở trên thành phố mới có trai đẹp vậy. Ủa, ở dưới quê cũng có trai đẹp rồi. Chẳng hạn như anh Nghĩa của mình này. Dạ thưa tía không má. Coi đó, con gái con nữa, hành như phụng, tọ như chung, ngoạ như cung, đi cho đầm thấm nết na vô, nhảy chân sáo vào miệng bài hải vậy á. Cái này là má không có binh con được nghe. Tía bay la là đúng đó. Con gái là phải đi nhẹ, nói khẽ cười duyên.
có chuyện gì không? Dạ, con xin phép tía, xin phép má cho con được đi chùa. Đi chùa tốt với con, đi đi. Đi chùa lễ Phật thì cứ đi, tốt thôi chứ có gì đâu. Đi chùa quanh quanh đây có gì đâu phải xin phép. Tưởng bay làm cái chuyện gì trái khuấy á thì tía má mới rầy, chứ đi chùa là tía má ủng hộ. Ủa không, không phải tía, không phải mấy cái chùa trong xóm mình. Con là con định đi 10 kiến chùa. Cái này người ta gọi là đi hành hương á tía. Mình phải đi mấy cái chùa xa xa vậy nè thì nó mới linh ứng. Còn đi mấy cái chùa gần xóm mình nó không có hiền. Mình đi với ai? Dạ. Đi chùa xa làm chi? Đi chùa quanh quanh là được rồi. Con gái con nữa mà sao phải thích bay nhảy quá vậy? Mà đi với ai? Dạ con đi với chị Duyên. Nhưng mà tía, tía cho con đi đi tía. Lâu lắm 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 luôn rồi đó, con chưa có được đi đâu xa hết trơn á. Con mà ở nhà ghét rồi con lú lẫn luôn á tía. Được rồi, đi chị Duyên chứ có ai người lạ đâu, má cho đi. Với lại thanh niên bây giờ ông ơi, nó không phải như mình hồi xưa bác tối ngại ở nhà đâu. Cho đi ra ngoài đường nó bay nó nhảy đi, chứ thôi nó cuồng chân cuồng tay nó. Đi đi con. Mình thương con mình bao che nó hư tới nơi bây giờ đó. Tía không muốn con đi đâu xa hết á. Cứ ở nhà phụ má luôn nửa công cho tránh cho thế đi. Tôi đã nói là nó đi với con Duyên mà sao ông la hoài vậy? Tôi nói thiệt, tôi mà không lo việc bếp núc ở nhà này tôi cũng đi với tụi nó cho vui á. Đúng rồi tía, cho con đi đi tía. Con hứa với tía luôn á là con đi về ha, con sẽ phụ hết công chuyện nhà cho má nè. Mà tía kêu gì là con làm nó, con không có cãi đâu tía. Thôi được rồi, một lá phiếu của tía phải thiệp hai má con bà rồi đó. Nhưng mà đi nghe tía dặn nè, đi lên đó là chị em phải quấn quýt với nhau, sát cánh bên nhau, không để tách rời ra. Trai nó thấy rời ra là nó chen giữa liền, nghe chưa? Dạ. Hứa tí sao về phải giữ lời. Về là phải sát cánh bên má học nữ công cho tránh cho tía, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Con cảm ơn má, cảm ơn tía. Thấy Thừa Hùng nó mừng nó nhảy chân sáo đi kìa. Nó con gái mà có tính nó như đàn ông vậy đó. Mình nó phải kèm kẹp dạy nữ công cho tránh nhiều vô cho nó. Mai mốt gả về bên chồng á là người ta mắng vốn cho coi. Biết rồi ông ơi, tôi đã nói với ông là nó đi với con Duyên chứ phải người xa lạ. Hơn nữa nó đi chùa, chuyện cũng tốt mà có gì đâu nói hoài vậy. Quên nữa ông, sao rồi, thằng Nghĩa làm vườn rau, ông thấy làm sao? Thôi cái thằng cứng đầu đừng nhắc trước mặt thôi. Chuyện cái nghề cho sướng cái thằng không chịu. Lát tôi ra ngoài tôi coi cái vườn rau của nó có nên công nên chuyện gì không đấy nè. Chút nữa đi ra ngoài hả? Nghe tôi dặn nghe không? Đi ra ngoài có chuyện gì thì cha con nói chuyện cái đàng hoàng từ tốn, không có gây gỗ với nó nghe chưa? Bây giờ nó chịu học nghề thuốc rồi thì nó vừa làm rau nó vừa học nghề thuốc, miễn nó sắp xếp thời giờ sao nó ổn thỏa là được rồi. Không có la con đó nghe, không gây lộn với con nữa đó nghe. Biết rồi, mình làm như tôi khó tính lắm á. Cha chắc ông dễ à. Anh hai. Gì vậy? Nhờ chở ra đầu sớm cái. Ra đầu sớm làm gì? Em lên. Không, em đi chùa chị Duyên chứ làm gì? Ủa gì kỳ vậy? Đi chùa với Duyên thì phải tới nhà bác Nhân chứ. Thì em lỡ hẹn chị Duyên ở đó rồi. Thì chở tao đi đi, hỏi nhiều quá, trễ rồi. Thôi chờ một chút, lấy xe. Lấy xe nha, đợi vô lấy đồ cái. Gì mà ngồi ủ rũ như là gà nuốt dây thun vậy con? Ủa tí về hả? Tí rồi con buồn quá. Tí à, con nhớ ảnh quá. Suốt ngày cứ ở nhà hoài chán quá. Buồn chán thôi, ra ngoài thư thả chút đỉnh đi. Ngồi ở nhà làm chi vậy? Con hứa với Úc Tình là không có được đi ra ngoài, lỡ nhiều khi hư chuyện của nó hết. Ông mà tí, tí có nói ai là con ở nhà không vậy? Không, không có ai hỏi nên không nói. Có ai hỏi nói liền á. Không được, ai hỏi cũng không được nói con ở nhà. Mắc mớ gì không được nói. Ở tí ở ngoài ruộng mới vô, tí đói bụng quá. Dọn cơm tí ăn đi. Để em chút, lúc nào về cũng đói bụng. Thank you.
chủ. Sao chị nhìn chị mệt vậy? Trời ơi, chị chóng gión quá. Chị mới ói nữa. Chắc là bị say xe rồi đó. Ôi, mới đi có chút xíu mà say xe cái gì? Ông không phải. Mọi lần không sao hết. Mà nay cái mùi cái chai dầu thơm trên xe nè. Túi ẩm mà. Ủa em thấy thơm à? Đó giờ em chưa bao giờ đi xe luôn á. Mà em còn không có bị say xe nữa. Chị dở thiệt luôn á. Chú chú, không mấy giờ chú mở chuyến xe xuống cho chị chủ đỡ mệt đi chú. Rồi con. Trời đất, có hạ ký xuống rồi bụi không sao. Ráng đi, qua hết khu này đi rồi chú hạ ký xuống. Nè, bây giờ chú không mở xe xuống nha. Là con chuẩn bị nó cái ba lông ối cho con. Dạ dạ. Chị đợi chút xíu, đợi. Chị mắc nợ hay nó bay sao. Chà, bữa nay ăn thịnh soạn quá ha. Rồi đây. Đây. Dạ. Rồi. Nè. Dạ. Ăn cơm xong á, ra ruộng dưới tía. Ở ngoài đó có nắng, có gió, nó thoáng mát lắm. Ở nhà riết nó tù túng rồi bực bội. Đâu ngoài đó chi tiết. Con không thích trồng rau trồng rác gì đâu. Tía mới gặp thằng Nghĩa ở ngoài á. Tía mới nói vậy. Tía gặp anh Nghĩa ngoài hả? Ờ. Vậy có nghĩa là mình ra vườn rau của anh Nghĩa hả tía? Trời ơi con nghe mặt này. Mới nói cái thôi, con không ra ngoài đâu. Sợ nắng, sợ gió. Giờ cái có anh Nghĩa cái. Có anh Nghĩa ngoài tía. Nói thiệt đấy. Nghe anh Nghĩa cái con tươi tắn, con có sức sống liền. Tới rồi nha mấy đứa nha. Mà giờ này mới đi khám rồi chờ hơi lâu á. Thôi chú cứ dục con chị chủ á xuống bệnh viện đi. Tụi con để được. À. Vì hai đứa muốn đi khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện Từ Vũ á. Rồi. Ông trời. Ủa? Hai đứa khám gì ở bệnh viện Từ Vũ? Bệnh viện này khám gì mà chú hai đội kìa? Thì em đợt trước đó chị đi với cô nói là cô hay ghé bệnh viện Từ Vũ khám, chắc ở đây khám được ta. Vậy mình tới bệnh viện Từ Vũ đi chú. À, muốn Từ Vũ, Từ Vũ. Trời ơi. Tía à, con xong rồi, mình đi thôi. Làm gì giống nữ hoàng Ai Cập vậy? Tía. Thì có nhận ra con không? Nhân dáng thì không nhận ra, nhưng mà nghe tiếng nói thì nhận ra. Vậy thôi con không nói chuyện nữa. Tính đây là con cải trang thành công á, đi tiếp. À, con cải trang thành công, nhưng mà con ăn mặc cái kiểu này á, đi ra ngoài đường á, người ta bu lại người ta coi đó. Kệ người ta đi, bu đông đông mà nhận không ra là được rồi. Mà nè. Dạ? Tí hỏi thiệt bay nha. Ngợp không? Ngợp chứ. Bay làm gì vậy? Lấy hơi. Ôi trời, tí mệt theo bay luôn á. Trời ơi, nhanh giùm đi. Cái gì mà rùa bò quá. Thiệt á, tí hối hận khi dẫn con theo đó. Cái gì mà chậm ri chậm mình. Như một cái đuôi lòng thòng, bực bội quá đi. Thôi, tí không dẫn con theo thì con cũng tự ý con theo thôi. Bây giờ nè, không được đi tới đi lui. Không được ho. Không được thở. Dạ, ê, này chết nha. Thở nhẹ thôi. Mà nếu như người ta hỏi, tía phải trả lời sao đây? Dễ ẹt. Tía chỉ cần nói là con là bà con xa gì đó, tới nhà chơi thôi, dẫn theo. Hay quá ha. Nếu như bà bể chuyện á, con chịu trách nhiệm đó. Nghĩa. Ủa bác Nhân, kiếm tía con hả? Dạ, ngồi đi bác. Dạ.
bác kiếm con á. Ủa, dạ bác kiếm con chị? Thì nghe bà con xôn xao đồn con là đang trồng rau sạch bằng công nghệ mới. Bác qua đây tham khảo để học hỏi mà. Dạ, con mới thử nghiệm mà. Chưa biết kết quả làm sao nữa mà bác nói học hỏi. Ngại quá. Kỹ sư mà khiêm tốn quá. À bác, hay là bác ra vườn rau với con nghe. Dạ. Ủa, cô kiếm ai vậy? À, kiếm tía tôi chữa bệnh đúng không? Vô ngoài chờ nghe. Mình đi bác. Không có được đi tới đi lui, đứng yên chờ tía. Thật luôn á, không uổng công nãy giờ mình chịu nóng bức. Ngọc á, Ngọc á, bây giờ mình mới thấy được cái tầm quan trọng của không khí nó quan trọng như thế nào luôn á. Ý cô ơi, cô, tôi xin lỗi cô, ở đây là chỉ là đông y thôi, chứ không có trừ tà giải ngải được đâu nha. Nếu cô có bị, ủa cô bị á khẩu hay sao? Trời ơi, nếu mà á khẩu thì sao con mắt này quen quen ta? Hình như là, cái gì tùm lum bệnh quá vậy? Mới á khẩu rồi giờ lé rồi chứ khùng quá. Ơi, con không có bệnh gì hết trơn, trời ơi, bệnh đâu mà bệnh. Ủa, Duyên hả con? Trời đất quỷ thần ơi, con Duyên vậy làm gì vậy, ăn mặc cái... Ủa, làm như đâu có gì sai sai ở đây á. Ủa, Duyên, sao... Duyên à, bác đang có cái thắc mắc. À, anh Tám. Ồ, anh mới qua hả anh? Duyên, con ở đây rồi, Út ở đâu? Tía con nhớ rồi, hôm bữa là Út Tình là kêu con là chở lên thị xã. Thì đúng rồi, em nó nói là nó đi với con lên trên chùa. Rồi giờ con ở đây rồi, em Tình ở đâu? Con xin cúi đầu chờ ơn huệ, mong bác đồng lòng tha thứ cho con. Cái gì với anh? Anh Tám, tôi xin lỗi anh. Thiệt là con dại cái mang. Mấy đứa nhỏ này à, nó xạo với anh đó. Cái con Út Tình á, không có đi với con này. Trời đất thánh thần ơi, vậy bây giờ con Út Tình nó đi với ai và nó đang ở đâu cơ chứ? Dạ dạ, trong giây phút này con xin phép được giữ im lặng. Tía ơi, về với nó tía ơi. Anh Nhân à, anh Nghĩa. Dạ con đâu biết gì đâu tía. Trời đất ơi, Út ơi, về đây nó đòn chứ tía. Trời ơi, Út nhìn kìa Út. Ủa cái nhà hàng bán lẩu mà 4 tầng lầu luôn kìa. Wow, trời ơi, bên này không có đã rồi, chỉ còn bên đây này kìa, quá trời, sắp mua áo luôn, chà bá lửa luôn. Hai đứa này có đi khám bệnh thêm không vậy? Ở đây, đây, tới ở đây. Nè, vô khám á, thì phải cẩn thận. Rồi mình phải coi lại đồ tóc, đồ quần áo. Mình quê thì quê thiệt, nhưng mà đừng có để người ta coi thường, nhớ không? Vô khám trễ quá thì đón xe về nhà chú nha, địa chỉ đây. À, còn nếu kịp giờ thì trong đó có điện thoại nhà xe đó, điện đi về quê luôn. Dạ, con biết rồi. Út, mà nè, con này nữa, không nghe ai gì không? Tao dụ đi theo tao đi. Trời ơi, chứ có làm như con ngu lắm hay sao mà phải dặn ông mấy chuyện này? Ủa ông? Tổ tiên ông bà nó có sai đâu. Con hư là tại mẹ, nó hư là tại bà đó. Gì vậy trời, tự nhiên nhắc tới con Tình nhảy đông đỏng như nước sôi đổ vô chân ông vậy? Cái gì mà không hiểu á? Con Duyên ở đây, vậy con Tình ở đâu? Nó ở với ai? Nó hư là tại mẹ, tại mẹ. Thôi ông ơi, tôi nói thiệt với ông nghe, ông vô lý nhiều cái, không biết hồi xưa sao tôi lấy ông nghĩ đó. Dễ trả lời quá mà sao trả lời không được ta? Tôi có rất nhiều lý do để mình lấy tôi. Thứ nhất, tôi con nhà gia giáo. Thứ hai, tôi ngoan hiền. Thứ ba, tôi đẹp trai. Thứ tư, cũng lại đẹp trai. Chốt lại là rất đẹp trai thời bấy giờ nha. Chưa hết đâu, còn dài lắm. Hôm nào rảnh vợ chồng mình tâm sự với nhau. Hôm nay nói tới đây ngừng. Tiếp theo, khi đôi ta về bên nhau, mình tin tưởng mình, giao cho mình dạy con. Hôm nay con nó như vậy đó, nó hư là tại mẹ. Ông mình nói mà tại mẹ một lần nữa là tôi không có tha đâu nghe. Bây giờ ông nói nhiều vế, tôi cũng nói cho ông hai vế. Vế thứ nhất á, là tự nhiên ông vô lý, tự nhiên nó với con, ông nhảy đông đổng lên là sao? Còn vế thứ hai á, hở một chút là con hư tại mẹ, con hư tại mẹ.
Ông là cái gì? Ông cũng là cha vậy? Đâu phải là con một mình tôi đâu. Bây giờ tôi bỏ tôi đi nè. Ông đứng đây đi. Ông càm ràm, ông lèm bèm, ông nói một mình ơn ông á. Rồi người ngoài giờ vô tưởng là ông bắt Phong Long, bắt thằng Dứa, hiểu chưa? Tôi sửa lỗi cho mình đi, Phong Long. Con luôn là tại vợ tôi chứ bộ. Đi mấy đứa. Đây, cái phòng này có hai đứa nè. Nè, cô hỏi mấy đứa ở mấy ngày. Ê, phòng này được á. Ở đâu rồi? Ở lâu lâu là mấy ngày? Dạ, hai ngày. Hai ngày hả? Rồi, thôi bây giờ nè, cô sẽ làm hồ sơ thuê phòng cho tụi con nha. Dạ. Đây nè, cho cô hỏi, con tên gì? Dạ, con tên Nguyễn Thị Úc Tình. Nói từ từ thôi. Nguyễn gì? Nguyễn Thị Úc Tình. Nguyễn Thị Úc Tình, rồi, còn con? Con tên là Minh Chủ. Nickname của con là Võ Lâm Minh Chủ. Trời dữ quá ha, Võ Lâm Minh Chủ rồi nữa ha. Chờ con chút xíu, con xuống con lấy chìa khóa nghe. Thì chủ, sao mình không qua nhà chú ba ở đi? Tự nhiên ở đây chi cho tốn tiền vậy? Thứ nhất, mình qua nhà chú ba mà mình nói dối là mình đi khám bệnh, chú ba sẽ phát hiện ra liền. Thứ hai, ở nhà chú ba rồi có chú ba nè, rồi có cô nè, hai người đó dòm dòm ngó ngó, làm sao mà mình tự nhiên mình đi chơi, mình ăn uống thỏa thích được? Ồ ha. Chị đó giờ làm ở đợ cho bà nội, bây giờ chị lên đây chị sẽ tiếp tục làm ở đợ cho nhà chú ba sao? Không không không, chị đâu có ngu. Mình nó tốn một xíu tiền nhưng mà mình đi chơi thỏa thích luôn, muốn ăn gì ăn, muốn chơi gì chơi, muốn làm gì làm, đúng không? Ừ, chị hay quá chị chủ ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Tí, con năn nỉ tí mà tí. Năn nỉ cái gì? Chuyện con gây ra con tự giải quyết đi. Tí, con năn nỉ tí luôn á. Tí nói giùm con một tiếng thôi, một tiếng thôi. Nói cái gì nữa mà nói? Cái tội á, nói gạt người lớn là nặng lắm, không có binh vực được. Thôi, nhưng mà dù sao Úc Tình cũng sẽ là em chồng tương lai của con mà. Cái chuyện đó không liên quan. Bây giờ con lựa lời mà nói với anh chị Tám ở bên kia kìa. Tía Ôi chết rồi. Ba đi đường có mệt lắm không? Cũng hơi mệt thôi. Ủa má bay đâu rồi? Dạ má mới đi siêu thị đó ba. Trời đất ơi, giờ này không lo cơm nước đi siêu thị chi trời. Có gì đâu, còn con với ba thì con với ba ra ngoài kiếm gì ăn cũng được mà. À, đó cũng được. Nhưng mà chiều nay có con chủ với con Út vị dưới quê nó ghé nhà mình để chơi đó. Thiệt hả ba? Ừ. Mà hai người đó đi bằng gì ba? Nó ké xe ba nè. Ủa? Rồi họ đâu rồi ba? Ừ, đi bệnh viện rồi. Nó chở vô bệnh viện rồi khám bệnh gì đó. Rồi chiều nó bắt xe nó qua nhà mình. Ôi, trời đất ơi. Đúng là thành phố mà chỗ. Cái gì mà vừa đẹp vừa xỉn đó trời. Công nhận hả? Trời nắng chang chang vậy mà ngồi trong đây mát thiệt trời. Chị đã nói rồi, đi taxi đi, có nhiêu tiền đâu. Cứ không chịu, rồi đi xe ôm. Mà cứ nghĩ đi, đi xe ôm á là mình phải đi cặp ba, nên là mình phải thuê hai chiếc xe ôm, tốn tiền cái hai chập lận. Mà hả, lỡ mà vô tới chỗ đám đông á, không chừng em bị lạc chi luôn á. Thì đó, mình đi xe taxi thì sướng lắm. Muốn đi đâu á, kêu người ta chạy tới cái gẹt à, không có gì phải lo. Ôi, chị chủ, chị đúng là giỏi thiệt á chị chủ. Thiệt tình, con gái con đứa bày đặt nói láo, nó giống cái cha với mẹ vậy đó. Tôi nói ông bà xưa nó có sai đâu. Nói cái gì? Bây giờ nó bắt máy chưa? Nó nói cái gì? Nó bắt máy chưa? Nó nói cái gì? Nè, tôi có giỡn mặt với ông nghe ông Tám. Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng mà ông còn ghẹo tôi nữa hả? Ghẹo cái gì? Cái lô bên này bự, cái lô bên này
Lô này 5 giờ phát đây 4 rưỡi phát rồi. Là sao? Chưa có bắt máy, đang đợi chuông đây nè. Trời đất ơi. Nè ông kia, đừng có gọi vô cái số này nữa. Ê ê, ông tá ông làm gì? Ông nghe điện thoại ông phải để gần cái lỗ tai ông mới nghe chứ ông để xa sao nghe? Mình ơi, mình ơi. Cái gì? Ông Tình sao? Con Tình đó, con Tình đó sao? Nó bị tai nạn hả? Trời ơi, con đừng có bị chuyện gì nghe. Chuyện gì là má chết chứ má sao không nổi đâu Tình ơi. Mình ơi, chuyện Tình gì? Mình tỉnh mình ơi. Con Tình nó theo trai nữa rồi. Ông nói cái gì vậy? Nói đó là đừng có gọi số này nữa. Gọi số này là không bảo toàn tính mạng cho con Tình. Nói gì nó còn đòi hăm quánh tôi nữa. Trời ơi, nói gì đưa đây tôi. Nói gì vậy trời đất ơi. Từ từ nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nữ mà. Ủa vậy nó đưa lại con Tình rồi phải không? Phải giọng Tình không? Không phải giọng con Tình. Nữ nào? Nó nói là thuê bao không liên lạc được. Đó thấy chưa? Sao rồi mình? Sao rồi? Trời ơi ông ơi. Ơi. Ông ơi ông ơi. Biết tin rồi, biết tin rồi. Sao sao? Trời ơi. Con Duyên nó nói là con gái của mình á. Nó đi lên thành phố. Ừ, nó đi với con chủ. Trời ơi, hai cái đứa này. Rồi mình có liên lạc được với con chủ chưa? Liên lạc không có được. Sao vậy? Tại vì con chủ để điện thoại ở nhà, đâu có bắt máy đâu. Nhưng mà bà nội có nói là yên tâm đi, hai đứa đó quá già xe anh ba. Anh ba nào? Anh ba sợ á. Chà, hai tiếng anh ba sợ nghe nó ngọt liệm quá. Con của mình quá gian người tình cũ đi lên thành phố. Trong lòng mình mở gờ trong bụng quá. Ông làm gì ông gì ông thay đổi thái độ của tôi vậy? Nè tôi nói cho ông biết nha. Chuyện nào ra chuyện đó nghe. Nghe tôi đã nói với ông bao lâu nay là tôi với anh ba không có chuyện gì hết á. Nếu mà hồi xưa tôi có chuyện gì tôi là vợ ông rồi chứ không phải là vợ của ông đâu. Tối ngày cứ ghen bóng yên gió. Tôi nói rồi đó nghe. Còn làm cái giọng cái kiểu đó là không có yên với tôi á. Thôi bây giờ biết tin hai đứa đi quá giang xe anh ba. Hoài luôn đó ha. Xe ông ba. Đi khám bệnh là yên tâm rồi. Mừng quá rồi. Nhưng mà đi chùa đi khám bệnh nó khác nhau mà. Sao nó xin tôi là nó đi chùa? Ừ thì biết đâu rồi hai đứa nó đi khám bệnh chung rồi sao tụi nó đi chùa. Mà tôi cam đoan với ông là con gái mình không bao giờ lừa gạt cha mẹ hết trơn á trời. Cam không à. Út ơi là Út, con ơi là con. Kỳ này về mày nói đoan mà chuẩn bị mô cao mà che anh ba mày. Gì lấy mô cao che anh ba làm chi? Tôi lộn lời. Lấy mô cao mà che đít mà chịu đoan đi con. Dạ yeah, rồi mà các bạn đặt ghen bóng ghen gió mệt ghê vậy đó. Bực bội quá à. Người ta nói là ở trong xe chụp hình thôi. Ngộ lắm. Thọ cái đầu ra rồi bước ra ngoài chụp chi vậy không biết nữa. Nói thì hay lắm. Ai xúi? Ai xúi? Chị xúi cho ai? Tôi xúi ai bẻ mày ngu mày làm theo. Trời ơi cái gì mà khóc bù lu bù loa vậy? Mới rồi này, sáng tôi thấy cái mặt là tươi như hoa mới tưới. Mà giờ hai đứa cái mặt là biết xị vậy. Chuyện gì? Chuyện gì kể cho cô nghe coi. Con bị giật đổ cho rồi giờ đi bộ vậy muốn gãy giò nè cô. Trời đất ơi, bị cướp hả? Hai đứa có phước có phần á, biết đường về tới đây á. Phước con nhiều lắm. Bị gì cô ăn ở thiền lành quá mà. Không tài xế taxi á nha. Hồi sớm tụi con bắt xe của ổng đi đó. Cái lúc bị giật ổng mới thương á. Ổng phải năn nỉ kìa. Thôi hai em lên xe anh chở về. Sao nghe nó nói là nó đi bộ. Đi bộ từ đường hẻm vô đây nè. Mệt tự nhiên cô xoay cái phòng trọ như trong hẻm mà để taxi chạy vô không được. Nè, cái ông tài xế đó đó ha, ổng tốt á, ổng đưa về tới nhà đó còn than giãn hoài mà bị giật túi xách ở đâu kể cho cô nghe coi. Câu chuyện thấy ghê lắm. Hai đứa con đang ngồi ở xe taxi với lạnh phà vậy nè. Con nhỏ này tất cả là tại nó ngu. Con đã nói là ở trên xe chụp hình rồi, nó đi ra nó mở cửa xe nó bước ra ngoài nó chụp hình, nó đang cầm cái điện thoại đó chụp hình, nó đeo cái vỏ nó đi tơn tơn á nhờ lớp bà á. Một câu đằng sau á hai thằng kia chạy xe máy ghẹo mất tiêu cái vỏ luôn. Ủa vợ không có được đi chơi du lịch gì hết trơn, không có được đi tòa nhà 81 tầng, không được ăn gà ghé này, không rửa dịch sữa đen nữa nè. Làm cái gì mà la làng lên vậy hả? Tưởng mình là ai nè? Tao nói thầy biết hay chưa, bây giờ tôi còn không biết lấy tiền ở đâu ra để trả tiền phòng cho bà mập về đây nè. Cái gì con nói gì á? Con nói lời cho cô nghe coi. Không có tiền trả tiền phòng hả?
Đâu có đâu. Con đi gái lỗ tai đi chứ. Con nói là con mở cửa phòng, con lấy tiền ở trong cái giỏ trong phòng á. Nên nhớ nha, phải trả tiền phòng cho cô chứ đừng có quỵt của cô nha. Cô không có để cho con yên đâu nha. Thôi, chuyến này là vốn lớn nha. Chắc chắn là bác Tám không có nỡ giận mình nữa đâu. Ủa gì mà đồ đạc lùm xùm vậy con? Con đem qua nhà anh Nghĩa. Mang qua bển lấy lòng chứ gì? Sao tía biết hay vậy? Tía, chuyến này là con đầu tư vốn nặng nha. Đảm bảo bác Tám sẽ không có giận con lâu đâu. Qua bển xin lỗi người ta nó xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng. Ở đó mà quà cáp không có ăn thua đâu. Thôi, tía nghĩ sai rồi. Mình xin lỗi là mình phải có thành ý đúng không? Mà thành ý đâu thể nào mà mình nói suông được. Không lẽ giờ dạ con xin lỗi bác xong con về đúng không? Mình phải có thành ý là mình phải có cái này nọ kia. Tía bó tay cái ý nghĩa của con. Bây giờ con muốn làm gì làm, tía không có nhúng vô nữa. Tía, tía xách phụ con qua bển được không? Hay là để son phấn đổi nhà đó, chứ mà đem theo là bị giật rồi phải không? Chị chủ, giờ này mà chỉ còn chiếc điểm nữa hả? Chị nói cho cưng nghe nè, chị á là cái gì làm đẹp là phải đẹp trước tiên, hiểu không? Ôi giờ chị mà có voi bôi chát chát cũng không đẹp lên được miếng nào đâu. Nó bụng muốn chết nè, mua gì ăn đi. Bậu ghê. Dạ xíu đi. Phía đây là cái gì không? Gì vậy? Quýnh một cái bây giờ á. Làm cái gì mà la lớn dữ vậy? La như vậy á, lỡ người ta vô đây người ta ăn cắp tiền của ai đứa mình sao? Chị bây giờ mình đi ăn gà gán đi. Trời ơi em nghe nói trên đây gà gán nó ngon lắm luôn á chị. Bây giờ con muốn ăn gà gán á thì con về dưới quê con bắt con gà, xong rồi con nhổ lông nó, con trụng nước sôi rồi gán mình ăn thôi. Vậy chứ ăn gì? Mình ăn cơm chiên hải sản nè. Cơm chiên hải sản hả? Chị nghe nói là cơm chiên hải sản cho Sài Gòn á, con mực chà bá vậy nè, u tôm chà bá vậy nè, xong rồi đậu hòa lan với cà gót người ta gắt lên xanh xanh đỏ đỏ với hương. Ôi ngon vậy. Ăn cái đó đi. Ngọc Mai, chờ má con đi chợ về. Sao ba nói Út Tình với chị chủ lên mà sao giờ này con chưa thấy nữa? Trời đất ơi trời, biết rồi, bà thấy con quan tâm tới chuyện ngoài đường nhiều hơn nhà này á. Hai người đó lạ nước lạ cái mà ba để cho họ tự đi chị vậy? Ủa chứ sao? Có lẽ ba vô bệnh viện luôn. Ba có công chuyện của ba chứ. Thì ba đứng ở ngoài ba chờ chút cũng được mà. Trời đất ơi, cho địa chỉ đó rồi. Thì con lo có chuyện gì thôi. Lo gì? Miệng chủ ai mà bằng nó được. Tay chân tay miệng lanh chứ mồ. Chỉ chủ chứ đừng cái lanh chanh thôi hả? Thì sợ quá, giờ điện thoại cho con chủ đi. Con có điện rồi. Đó, sao? Nhưng mà điện thoại chị để dưới quê. Điện thoại về để dưới quê. Rồi bó tay luôn. Dạ, trễ rồi. Sao con chưa thấy hai người đó tới nữa? Có gì đâu. Nhiều khi nó quên điện thoại, thì nó quên địa chỉ. Có thể là hai đứa ngại, rồi mướn khách sạn ở, đỡ một đêm chứ.
thì hay lắm. Tưởng gì? Ôi, nó lên trên thành phố, xa láng. Ôi trời, giờ ăn này. Ủa mắc cười quá à. Thì bây giờ mình không có cơm chiên hải sản, mình ăn đỡ cơm thịt kho hộp vịt đi. Chị nói không nghe nè, hải sản nó cũng giống vịt mà, nó cũng bê với nước mà. Giống gì? Trời đất ơi, ở nhà ăn vịt muốn phát ngán rồi, giờ lên đây còn ăn kêu ăn vịt nữa. Lên đây phải ăn gì ngon ngon chứ. Ủa? Chứ bộ này không đi chung không thấy ha. Người ta bán có 1-2 giá cơm mà 50-60 ngàn. Tiền đó mà ăn. Rồi trà sữa em đâu? Thì trà sữa nó cũng như xương sáo thôi. Vậy với đó chị làm cho ăn. Ủa? Mà hồi nãy uống bịch nước mía 5 ngàn rồi nha. Trời ơi bịch nước mía 5 ngàn khác xa trà sữa luôn á trời. Mấy đứa ơi, mở cửa cho cô đi con. Mở cửa cho cô con. Dạ không có khóa mà vô đi cô. Hai đứa cho cô lấy tiền phòng ngày hôm nay nha. Ủa mới ở chưa được ngày lấy tiền sớm không cô? Thì ở ngày nào trả tiền ngày đó, chứ cô đâu có biết hai đứa ở đâu tới đây. Rồi á là hai đứa ở xong rồi cái là đi luôn rồi. Rồi cô đòi ai? Đòi tiền ai? Đúng không? Đúng. Mà nhiều cô? 200 ngàn. 200? Chứ nhiều. Bọn cướp hả? Mày nói cái gì? Sao nói gì đâu? Không phải cô. Ý của chị con á là hồi nãy tụi con bị ăn cướp á, giật hết tiền. Như cô bớt cho tụi con. Đúng rồi. Chị muốn bớt bao nhiêu? Thì bớt nhiêu đây? Cái gì mà bớt tới 20 ngàn dữ vậy? Dạ không. Tụi con là ở một ngày mà 20 ngàn thôi được không cô? Cái gì? Tụi bay mới là đồ ăn cướp đó. Tại chú ba đó, ổng cho mình quá gian lên Sài Gòn. Nếu như mà ổng không cho mình quá gian, làm gì giờ phút này mình lên được đây rồi mình chịu cái cảnh này nữa. Ừ đúng rồi, tại chú ba đó. Tự nhiên dắt nhỏ anh đây gì cho con nhỏ bị giật đồ. Ê nín. Tự nhiên nhắc tới chú ba chị thấy nhột nhột nha. Hey, chị nhớ ra rồi, hình như là chú ba có gửi cho mình cái gì á. Chú ba cho tiền chưa? Không, khủng, chú ba kẹo với mồ. Sao? Thank you.
nhìn nè, nhìn nè. Con dám hú hi ba sợ biết không á? Ai dám đuổi em vậy? Cái đó là địa chỉ nhà của chú ba. Địa chỉ nhà chú ba? Ờ. Vậy là mình được cứu rồi. Hồng Khánh ơi, thắng tiếng. Hôm nay mình học tới đây thôi, tụi con về được rồi. Ngút bài miết ngoan. Giỏi lắm. Xin chào con về. Ừ, giỏi. Về cẩn thận nha. Cái gì hốt thuốc gì mà lộn xạ trong anh tâm binh âm tàn vậy nè? Dạ tía má, mới về. Ủa, con gái cưng của tía mới về hả con? Dạ. Trời tía, kể tía nghe. Trời, con đi chùa vui quá, vui luôn tía. Vậy đó hả con gái? Dạ. Kể tía nghe coi. Trời, đây con kể tía nghe. Trời đất ơi, con nói ha, chùa ở trên phố vậy má, để con kể. Chùa ở trên phố nó không có giống như chùa với mình nha, nó bự chà bá vậy tía. Con nói hả, chỉnh đông mà đông nghẹt người luôn, mình chen chân vô mà chen không được luôn tía. Vậy đó hả con gái? Rồi hả, kể đi nghe bà chị Duyên. Trời ơi, gái lứa giỏi thánh thần giỏi. Ủa mình làm vậy mà để con nó tự nhiên trò chuyện, mình làm gì mình quẹt quẹt xe nó hoài vậy? À, có nó có con ruồi á. À, sao con chị Duyên sao? Chị Duyên á, chị giỏi lắm tía. Chị dắt con đi ha, con nói cỡ ha mười mấy kiện chùa. Trời ơi, chùa nào cũng biết. Con kể nhà chùa Hoằng Pháp nè, chùa Tu Viện Khánh An, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Tự Quang. Trời ơi, con nói đi mà con khoái gì đâu tía. Gái cưng của tía đi chùa chị Duyên, đi nhiều chùa như vậy, con cầu được gì? Nói tía nghe nè. Con cầu tình duyên. Con cầu á cho con gặp được một người bạch mã hoàng tử. Mà ảnh hả sẽ vừa thông minh nè, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Mà cầu vậy thôi, không biết gặp được không hết tía. À, chắc gặp đó con. Đây, đi ra. Gì bây má? Giờ đi theo tôi đi ra ngoài này, rồi má đưa tiền cho con. Tại vì hồi sáng má đi chợ má quên mua đồ nha. Đi. Ôi má, con mới đi xa về tới là má sai con rồi à. Mình à, sao mình không có tâm lý gì hết trơn hết trọi vậy? Con gái cưng nó đi chùa với chị Duyên nó, ở trên thành phố mới về, con nó còn mệt. Mình cho con vô tắm rửa đi, nghỉ ngơi đi. Chưa dệt mới bước chân tới cửa là công dung ông Hạnh đem dạy liền à. Nó không có phải lẽ. Nghe tía nói nè, con vô trong tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây tía chỉ cho chỗ nằm nghỉ ngơi nha con. Đó má thấy không, tía tâm lý dễ sợ luôn. Má không có hiểu con gì hết trơn à. Thôi con đi tắm vậy tía. Ờ con, giỏi. Nội, ủa sao mặt này yếu xìu vậy con? Nội, sớm mình á con nít nhiều không nội? Nít hả? Chàng ơi khỏi nói, đông lắm, nhiều lắm con. Vậy sao con mở lớp á mà tụi nó đi học ít quá à? Có mấy đứa đi học rồi nội? Chắc là nó chưa có biết con mở lớp đó, cho nên nó không có đi. Nó biết có đi đó. Nội. Dạ nội, con mới qua. À, qua chơi con. Dạ. Nghĩa. Dạ. Nội nhờ con ra đây giúp cho nội này chút nha. Dạ. Dạ, đi nội. Công nhận chú bà giàu thiệt. Mới nói mất cái điện thoại, mua liền điện thoại mới liền. Ghê thiệt. Ủa,
Có điện thoại mới luôn hả gái cưng? Dạ. Nằm úp xuống đi con. Thôi tía, nằm sắp tức bụng chết không nhắn tin được, khó chịu. Vậy hả? Mình đâu? Bây giờ sao? Con ơi con, nằm xuống cho tía đánh đi con. Ủa nhưng mà con có tội gì? Tội dám qua mặt tía má. Tội nói dốc là đi chung với chị Duyên. Tội thứ nhì là dám nói đi chùa. Tội bất hiếu với tía má. Nằm xuống. Tội bất hiếu nè. Ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Ông Quýnh nó kiểu này chắc nó chết ông à. Chết thì chôn, mình còn Quýnh giữ cái thứ con này nữa. Thôi con nó sợ rồi, con nó sợ rồi. Xin lỗi tía đi con. Trời ơi đừng có cãi nữa, tía bay biết hết rồi. Bây giờ chưa? Tía bay mới nhá vậy chứ Quýnh hồi nào đó mà la lú sùm vậy. Tía bay nhá rồi, tía cũng đánh rồi. Tía ơi xin lỗi, tía không nhá nữa rồi. Con nó biết còn lỗi có lần sau, còn có lần sau. Trời ơi, thôi cho tôi xin, cho tôi xin. Trời ơi, thôi mà, Quýnh nhỏ nhỏ chết bây giờ. Thiệt á, bây giờ chị cũng không biết là có cách nào giúp em tìm học sinh để em dạy nữa. Chị nghĩ thử coi, công tình á, em mở lớp để dạy. Vậy mà có hai đứa đi học à. Thử hỏi, không buồn sao được? Buồn chứ sao không buồn? Em á, đang tìm cách để lôi kéo thiệt nhiều học sinh tới lớp của em học. Nhưng mà làm cách nào giờ? Dễ thôi, đến nhà từng đứa, năn nỉ từng đứa đi học. Kệ anh ta, nhiều chuyện quá vậy. Không, nói đúng rồi, good luôn á. Trời ơi, bữa nay tiếng Anh tiếng em luôn hả? Ừ, em kia dễ chủ quá à. Chở chung với Nguyên bữa giờ, phải không? Nó nói thì chị cũng hiểu được sơ sơ chứ bộ. Đi làm à? Chị, mà ông nói thiệt hay nói giỡn nhờ? Ủa em không tin đó hả? Nó nói thiệt á. Em thử em chịu khó, em năn nỉ từng người ở trong cái xóm này đi. Nhà người ta con nít nhiều dữ lắm. Vậy này. Gì? Hay á, chị dẫn em đi nha. Chị rành nhà tụi nhỏ hơn em. Em đâu biết nhà tụi nó đâu. Chị bận lắm. Chị này, cái gì ghét? Trời ơi, đánh gì mà ác chưa? Hả? Chị đừng quan tâm với em á, chị kệ em đi. Rồi mày đau không? Đau, không đau. Thì mày đau mày có sức mày la hơn cái lo phát thanh nữa vậy? Im đi, tao sức cho. Thôi mà, cho chị xin lỗi đi. Chị đâu có cố ý làm lộ chuyện này đâu. Nhỏ con chị cũng là ông xong đó. Chị đối xử tàn nhẫn với em vậy á. Uổng công em lúc nào cũng nói tốt chị với anh Nghĩa hết trơn. Rút kinh nghiệm đi. Lần này rút kinh nghiệm, lần sau chị cẩn thận hơn, không có lộ nữa. Chị nghĩ em có được đi nữa mà lần sau giống lần sau. Trời ơi, cái con nhỏ này, cái môi mày mỏng á, dữ như cái gì vậy đó, ai làm lại mày hả? Con Duyên nó đã xin lỗi rồi, nó rút kinh nghiệm rồi, sao mày dữ quá vậy? Chứ nào muốn chết nè, dọn trong đây nữa nè. Thôi dạch ra khoe tao coi á, xong rồi tao dòm vô tao mù con mắt, tôi về tôi lo cho nội không được bây giờ đó. Nào muốn chết còn gheo à. Chị dỗ sức cho nó đi. Đi ơi, chị nói cho em biết nha Duyên, chị là chị thương con lắm á, chị mới qua đây chị hầu nó vậy nè.
Chứ bình thường á là tôi quýnh như con mỏ vậy. Cái thời nội á, trời ơi, muốn đi học á, không có điều kiện, với lại cũng chẳng có tiền bạc đồng học con. Thời bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Bây giờ á, có đủ điều kiện, giờ cũng động viên tụi nó đi học tiếng Anh nhiều nhiều vô, đừng để cho tụi nó thiệt thòi, giống như cái thời nội xưa đó. Dốt nát, tội nghiệp lắm con à. Vậy mình có cách nào cho tụi nhỏ đi học không nội? Có chứ con. Cách gì nội? Bắt cọp phải vô hang. Ý nội là mình tới nhà từng em luôn hả nội? Đúng rồi, phải lợi từng nhà, động viên, thậm chí năn nỉ o bế nữa. Để cho nó đi học, có con dạy, có thầy thì phải có trò chứ, thấy không? Sao nội nói chuyện y cha ông nghĩ vậy trời? Ủa, chứ Nghĩa nói gì? Dạ thôi không có gì, con không muốn nhắc nhiều tới ông này. Nè, con ơi, con cho cô hỏi. Trời ơi, con sức muốn hết rồi, nguyên một cái tiếp thuốc nãy giờ mà bộ nó không có tác dụng gì ta. Chị làm cái khúc tiền gì bồi vô cái hết lị. Nó nghe nè, không mấy mình kéo cái quần xuống mình đừng để phơi bậy, người đối diện người ta nhìn người ta thấy xót xa tội lỗi quá. Thôi em ơi, nó làm vậy á, cố tình á, nó khoe cái vết thương của nó kiếm lòng thương xót của mình. Dạ con nghe nè tí. Ai cho bay ra khỏi nhà đó? Con đi qua bên con riêng con bắt nhân để nó a tòng cho bay phải không? Dạ con không có. Kêu con riêng qua đây tiếp biểu luôn. Dạ thôi, dạ thôi, con về liền này. Thôi em đi về nha. Bảo trọng. Ê, con biết tiếng nó nói gì không? Nói gì? Kêu con Duyên qua đây cho tía biểu luôn. Thôi chết mộ rồi. Thôi chết rồi là... mấy bây giờ? Bây giờ em ở trong cái nhà này luôn. Em khóa cửa lại, em ở trong này luôn. Em không dám ra ngoài. Ra ngoài mà bác Tám thấy một cái, bác Tám lôi về đánh em te tua hơn Út Tình luôn á. Ô rồi bộ cứ không tính ra ngoài đường, tính ở đây suốt đời hả? Giờ sao? Ý cô là cô muốn cho thằng Minh đi học thêm tiếng Anh chứ gì? Dạ. Ý em là... Thôi. Lớp á, thì tiền học ở trường. Lớp thì bây giờ cô bắt nó học tiếng Anh nữa. Tiền đâu mà chịu cho nổi. Dạ không có đâu chị. Cái này á là em dạy hoàn toàn miễn phí luôn. Chủ yếu á là em muốn cho các em sớm được tiếp xúc với lại ngoại ngữ thôi à. Dạy miễn phí hả cô? Đúng rồi, con đi học nha. Dạ. Thôi, muốn học gì á? Nói thì nói vậy á, chứ mai mốt hả, đi thu tiền thấy mò luôn à. Nè, mà cô có dạy miễn phí á, tụi nó học cũng vô đâu. Tụi nó tối dạ lắm. Tiếng Việt thì không rành, gặp tiếng Anh, tiếng U nữa, mất mệt à. Nè, nó còn đi cắt cỏ cho bò ăn nữa. Mà nó có đi làm mướn á, thì cũng được vài chục ngàn. Còn đi học như cô nói á, có được ngàn nào không? Hay là nó đi học, cô trả tiền cho nó nha. Nhưng mà con cắt cỏ xong rồi con học. Dẹp. Muốn học gì á? Thôi cô về đi, để cho tôi còn làm công việc nữa. Dạ, vậy em xin phép chị, em về.
nội, phải đi nội. Ừ. Được rồi. Mệt lắm quá. Cầm đũa, mạnh dạn ăn đi. Nguyên nó nói với con á, thôi mẹ lại xuống trên, nó đi vận động mấy đứa nhỏ đi học, về trễ lắm. Người ăn cho ngon miệng đúng không? Ủa, con về đó hả? Vô ăn cơm luôn con. Thôi, con không ăn đâu nội. Nhỏ hôm nay bị sao trời? Thì lâu lâu nó cũng khùng với bay vậy. Đi ăn cơm. Gì tự nhiên lâu con vô đây nữa? Thất tình hả? Ngồi trốn khóc mình ha. Ê, đừng nói là thất tình tôi nghe. Đồ khùng, bữa nay tôi không có tâm trạng cãi lộn với anh nha. Hay là đi năn nỉ tụi nhỏ, năn nỉ không được vì tay trắng cho nên còn khóc. Hay là đi tới nhà người ta rồi không biết dân vùng quê sống làm sao, nói tầm bậy tầm bạ xong cứ người ta quánh chép chạy không kịp. Sao nói nhiều quá vậy? Nè, biết sao nói nhiều không? Tại vì tôi hiểu được nhiều chuyện, hiểu được nhiều chuyện cho nên tôi nói nhiều, biết chưa? Nói được là phải làm được nha. Nhanh đi. Nè, sao đi hoài mà chưa tới vậy? Đừng nói là kiếm chỗ bán tôi nha. Bình thường á, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết hết á. Lần này mà không được việc á, là biết tay tôi nghe chưa? Bày đặt á hả? Nó dở giọng ta đây nữa. Hên xui thôi. Ê, tôi dẫn ông theo á, là để thuyết phục phụ huynh cho học sinh học với tôi. Chứ không phải mà theo rồi tào lao mí lao nha. Biết rồi, lúc nào cà rỡn, còn lúc nào thiệt là thiệt. Mà nói thiệt nè, đừng nghiêu tôi nha, tôi không thích bà Chằn đâu á. Ông nói ai là bà Chằn hả? Trời ơi, tôi đã nói với cô cậu bao nhiêu lần rồi, học hành gì tầm này nữa. Nhưng mà không có nhân cái gì á. Nó phải còn đi cắt cỏ cho bò ăn nữa. Ở dưới quê mà học ít ít thôi, học nhiều á lớn lên rồi cũng đi làm ruộng làm nông à, học chi cho mệt thân. Em thấy thì chị nói cũng đúng đó. Không đúng làm sao được, tôi đã từng trải nhiều rồi mà cậu. Nhưng mà chị ơi, nếu như mà em nói không đi học á thì sẽ không biết cái gì hết. Còn đi học, không biết nhiều thì cũng biết ít. Sao? Chị thêm nói có đúng không? Nó còn phụ việc nhà, còn cắt cỏ cho bò ăn, không có học được đâu. Nhưng mà má, con làm xong nhanh, má cho con đi học với. Đó, chị thấy không? Chị thấy em nói thích học ghê chưa? Chị nghe em nói nè, học là để sau này còn phát triển nữa. Giờ chị nghĩ đi, cuộc đời của chị làm nông vất vả rồi, giờ không lẽ chị muốn sau này con mình vất vả giống chị hả? Dạ đúng rồi đó chị. Thôi, cậu nói như vậy á, tôi đồng ý cho nó đi học. Yeah.
mà hứa với tôi là không có thu tiền học của con tôi rồi nha. Dạ chắc chắn mà chị, em dạy miễn phí cho tất cả các bé luôn mà. Dạ có cảm ơn má. Vậy thì được. Ra mở giùm tôi cái cổng má Nghĩa ơi, tôi đi công chuyện xíu. Hên quá, cuối cùng bác Tám cũng chịu đi ra ngoài rồi. Vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh hôm nay, chầu này tôi đãi cho. Vậy thôi hả? Chứ anh muốn sao? Tôi á thật dụng lắm, với lại cái thời này người ta nói cái gì thì cũng phải móc xỉa móc xẻ, hiểu không? Chứ đãi cái chầu này đơn giản quá vậy. Vậy anh muốn nhiêu? Bao nhiêu hả? Coi thôi đợi tôi về nhà đi, tôi tính kỹ, tôi sẽ báo giá với con ha. Vậy mà tôi... Vậy mà cái gì? Bây giờ tôi có việc phải về, tính tiền nước nha. Cái đồ thực dụng. Bác à? Ờ. Anh Nghĩa đi đâu không thấy bác? Ừ bác mới sai đi công chuyện, chút nó về vợ con. Hèn chi. Tội nghiệp Út Tình, bữa mà nó láo tía nó mà đi thành phố đó, đánh cho một trận rồi còn nhốt trong nhà không có đi đâu hết trơn. Trời ơi, bây giờ đang nhốt ở trỏng luôn hả bác? Bị đánh xong còn nhốt nữa. Còn đánh te tua rồi còn nhốt nữa. Không khó lắm con ơi. Bác ơi, con lỡ dại con nói dối là Út Tình đi chùa với con. Bây giờ á, nếu mà bác Tám trai có chửi con á, bác làm ơn á, bác nói giúp giùm con tiếng cho bác trai hết giận con được không bác? Bây giờ con muốn bắt trai hết giận thì gặp mặt ổng rồi xin lỗi ổng tiếng là ổng hết giận à. Bây giờ con muốn gặp mặt xin lỗi lắm luôn á, mà con nghĩ chắc con chưa kịp mở miệng ra nói một cái là bác Tám quýnh con tơi tả luôn rồi á. Không có đâu, ổng thương con lắm. Thường thường chứ, con thấy đó, Út Tình con ruột mà còn đánh rồi nhốt nữa, huống hồ chi con là con dâu mà chưa cưới nữa. Ồ thì bác cũng sẽ nói cho, nhưng mà không biết là có hiệu quả không mà nghe. Kệ, hiệu quả hay không hiệu quả, miễn bác nói là con yên tâm rồi. Ừ. Dạ. Ủa mà nói qua mở cổng tôi nè mình ơi. Rồi. Chết rồi, bác Tám trai về rồi kìa.